Hạ Vi 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 2 của câu chuyện Chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Tập 1 đã kết thúc với sự ghen tuông vô cớ của Mạnh Hưng khi thấy Ngọc Thảo đi cùng với nhóm bạn ở trường đại học. Hãy cùng nghe tiếp tập 2 để xem xem tình cảm giữa hai chú cháu sẽ diễn ra thế nào nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Tôi giật mình lúng túng cả lên, không biết phải nói thế nào thì bên ngoài giọng chú lại vang lên. Em ngủ luôn trong đấy rồi à? Không có, thế sao ở mãi mà không chịu ra em tôi ấp úng không biết mở lời thế nào với chuyện xấu hổ như thế em có chuyện gì sao hít sâu một hơi lấy can đảm tôi nói chú mang giùm em cái vali đồ được không muốn lấy gì à nói đi tôi lấy cho này em không nói được kỳ lắm chú cứ mang vali cho em đi cái vali mà em làm như cái túi sách ấy có gì mà kỳ đây chỉ có tôi và em thôi không có ai khác đâu có chú nên em mới ngại ấy tôi Mạnh Hưng đứng suy nghĩ sau đó quay người đi, tôi không thấy chú nói gì nên đoán chắc chú đi lấy dùng vali rồi. Đưa tay ra. Tôi khó hiểu hỏi, làm gì vậy chú? Thì đưa ra để lấy đồ. Nghe vậy tôi vui mừng vì biết chú đã mang vali đến nên hé cửa rồi đưa tay ra nói, chú đưa tay cầm đến là em lấy được. Cứ tưởng thứ mà tay tôi cầm là phần tay cầm của chiếc vali thì cái này lại nhẹ và nhỏ gọn. Trong đầu tôi lúc này không biết là gì, đoán thế nào cũng không ra, nhanh chóng rút tay về, thì ôi rồi ôi, đó là gói cô tách, xấu hổ đến độ chỉ muốn tìm ngay cái lỗ để chui vào, nhưng tôi vẫn không hiểu sao mà chú lại biết mà lại lấy cho tôi. Rõ ràng tôi đâu có nói, thắc mắc tôi hỏi, sao chú lại biết? Biết gì? Thì biết em đến ngày. À, tôi đoán thôi, em coi thay đi, tôi ra ngoài ngồi đợi. Nghe tiếng bước chân dần xa, vậy là chú đã đi, dù có chút ngại nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ấm áp. Sau khi đã xong tôi mở cửa đi ra, chú đang ngồi ở ghế, tự dưng thấy chú mặt tôi nóng dần lên không biết phải làm sao để mà đối mặt với chú đây nữa em xong rồi à nghe chú hỏi tôi ngước lên đáp lại dạ vậy để tôi gọi người mang đồ ăn lên cho em định đưa em ra ngoài nhưng em mệt như thế nên không đi nữa mỗi khi rụng râu ngày đầu của chu kỳ ngoài bụng đau ra người tôi uể oải chỉ muốn nằm thôi không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng đi chơi của chú nên tôi nói chú cứ ra ngoài đi em ở lại trong phòng một mình cũng được tôi muốn đưa em đi chơi cho biết chú tôi đi làm gì gọi đồ ăn lên ăn cũng được bên ngoài lạnh không tốt cho em đâu nói rồi chú gọi phục vụ mang đồ ăn lên trong đó có một phần súp em uống canh đi cho ấm ăn rồi thì nghỉ ngơi trước giờ chú vẫn luôn chu đáo như thế những lúc tôi ốm hay không khỏe thì người quan tâm lo lắng cũng chỉ có mình chú biết chú bận nên đôi khi tôi sẽ giấu không để chú biết tôi vẫn nhớ lần đó vì tôi bị cảm vì mắc mưa mà người nóng gian tôi nằm ở nhà không dậy nổi cứ nghĩ ngủ một giấc sẽ đỡ nên tôi ý y. Đến tối thức dậy, tôi không ngồi dậy nổi, miệng thì khô khốc, rất muốn uống nước nhưng không thể đi lấy được. Tôi đành nằm chịu trận. Lúc đấy tôi nghĩ đến chú, nhưng biết chú làm việc rất mệt, vậy nên tôi để chú nghỉ ngơi. Cầm điện thoại trên tay, sau cùng tôi lại đặt xuống giường, định nằm thêm lát rồi dậy sẽ uống nước rồi tìm thuốc uống luôn. Tôi nhớ thuốc sốt lần trước còn thì phải. Cần nửa tiếng tôi chống tay gượng dậy, Lúc này tôi thấy mình chẳng còn chút sức lực nào hết, người nhũn ra như cọng bún. Sỏ chân vào dép mãi mới được, Vịn tay vào chỗ bàn để đèn ngủ, tôi từ từ đứng lên. Vừa đưa chân bước đi thì trước mặt quay cuồng, say sầm mặt mày, tôi ngã ngửa ra sàn. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe bên tai như tiếng chuông điện thoại, hình như là có ai gọi mình. Tôi tỉnh lại thì thấy trước mặt là một màn trắng xóa, đang không biết mình ở đâu thì giọng chú cất lên. Bệnh sao lại không gọi cho tôi biết? nhìn đến tôi thấy chú ngồi bên cạnh mình gương mặt hiện lên sự lo lắng còn có chút giận dữ tôi hơi sợ nên nhỏ giọng em không nghĩ đến mức nặng như này không nghĩ giờ thì thế nào nếu không phải tôi gọi em không bắt máy rồi đi đến xem thế nào thì mới phát hiện ra em ngất trong phòng có khi em chết lúc nào không ai hay biết đấy chỉ là cảm thôi nghiêm trọng đến mức như chú nói đâu đây chỉ mới là cảm nhưng lỡ có gì khác thì sao tôi đã dặn có thấy trong người không khỏe thì phải gọi cho tôi biết em quên rồi hả Tối rồi em không muốn phiền chú nghỉ ngơi Tôi thả phiền còn hơn là lo sợ Tôi nhìn chú Vậy là tôi đã cho chú lo lắng nhiều đến như thế sao Có chút áy náy tôi nói Em xin lỗi Lần sau sẽ không như vậy nữa Còn lần sau nữa sao Dạ không, không lần nào nữa hết Vừa cảm thấy người không ổn em sẽ gọi ngay cho chú Ừ, giờ uống sữa nha tôi khuấy Bụng hơi đói vì từ chiều hôm qua tôi không ăn gì Dạ sau đó chú đã tự tay khuấy sữa cho tôi còn mua cháo cho tôi ăn trong suốt hai ngày nằm viện là chú chăm sóc cho tôi ngoài giờ chú phải đến công ty thì chú nhờ điều dưỡng xem chừng tôi thấy chú vất vả chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty tôi có ý xin xuất viện nhưng chú không cho chú nói để bác sĩ làm kiểm tra theo dõi khi nào chắc chắn không có gì rồi hãy về mà về nhà cũng chỉ mình tôi chú không yên tâm ở bệnh viện còn có y tá bác sĩ tới lui thăm khám lúc đó tôi thấy thương chú lắm Sao chú lại đối xử tốt với một người xa lạ như tôi chứ? Câu hỏi mà tôi đã giữ trong lòng mình từ lâu vẫn chưa có đáp án, đến tận bây giờ tôi cũng không dám hỏi chú, bây giờ cũng vậy, cầm lấy chén canh mà chú múc tôi đưa lên miệng, lúc này trong lòng tôi hơi xúc động, bất giác khóe mắt rưng rưng. Canh này hợp khẩu vị của em không? Nghe chú hỏi tôi cúi đầu trả lời, vì sợ chú nhìn thấy tôi khóc. Canh ngon lắm. Giọng em sao lạ vậy? Chú đúng là rất nhạy bén Có vậy mà cũng nhận ra ngay Nhìn tôi đi Chú nói như ra lệnh tôi ngước lên Đã cố dặn lòng không được yếu đuối Nhưng mà tự dưng nước mắt cứ chảy ra Sao lại khóc Chú nhanh chóng bước qua ngồi xuống cạnh tôi Đưa tay lau nước mắt rồi ân cần hỏi Đau bụng lắm à Tôi không nói ra lý do mình khóc Tôi chỉ gật đầu Hơi đau đau thôi ạ Giáng uống canh nóng vào sẽ đỡ hơn Nếu còn đau tôi sẽ lấy khăn nóng trưởng cho em không muốn chú phải nhọc lòng vì mình nên tôi nói hình như đỡ hơn rồi chú ừ ăn thêm chút rồi lên giường nghỉ đi dạ uống hết chén canh tôi ăn thêm chút cơm nữa rồi lên giường đi ngủ chú đã đứng lên đi theo đỡ tôi nằm xuống giường còn cẩn thận lấy chăn đắp cho tôi đặt tay lên chỗ bụng chú hỏi còn đau không tôi lắc đầu thôi em nghỉ đi tôi ngồi ở kia có gì thì cứ gọi tôi đi đường xa hẳn là chú cũng mệt Mai chú còn phải lên Hà Giang lo công việc nên tôi nói. Chú cũng nghỉ ngơi đi chú. Chợt nhớ trong phòng có mỗi một chiếc giường nên tôi nói thêm. Mà trong phòng có một cái giường... Em cứ nghỉ đi, tôi còn xem tài liệu. Có gì tôi nằm ở sofa cũng được. Nằm vậy sẽ đau lưng. Sofa cũng êm lắm, không nói nữa. Em đang mệt coi nghỉ đi. Dạ. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ. Tôi nghe được hơi thở của chú. Vậy là chú vẫn còn ngồi ở bên giường. Bóng bàn tay của tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Hóa ra chú đang cầm tay tôi Mong em sẽ không còn đau nữa nha Nghe những lời đó Dù cho bụng vẫn đang đau Nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng lắm Có thể chính vì sự tinh tế của chú Làm cho tôi không thể buông bỏ được tình cảm của mình Dù biết rõ chú đã có người trong lòng Tôi thì cứ cố được bên chú lúc nào Thì hay lúc đấy Đến khi chú thật sự thuộc về ai đó Cũng chính là lúc tôi phải tự mình Rời khỏi cái tổ mà chú đã xây cho Biết là sẽ đau và buồn lắm Nhưng điều đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi chú đã cho tôi quá nhiều ân tình này thật sự quá sâu và nặng biết đến bao giờ tôi có thể trả đây vì lẽ đó nên càng không để chú khó xử chỉ dám âm thầm lặng lẽ dõi theo chú mà thôi nếu sau này tôi không được gần chú nữa thì tình cảm này trái tim này cũng chỉ thuộc về chú mà thôi mới nghĩ thôi mà lòng tôi đã đau đến độ không chịu được nước mắt lăn dài trên gối đối với tôi chuyện đó còn khó khăn hơn việc bảo tôi chết có ai nghĩ một cô gái chưa tròn 17 tuổi Từ nhỏ thiếu thốn tình cảm và hơi ấm của ba mẹ Có cuộc sống khổ cực đủ điều Lại hoàn toàn thay đổi kể từ giây phút được gặp chú Vì thế cho nên tình cảm tôi dành cho chú Ngoài tình yêu ra còn có cả lòng biết ơn Nợ tiền dễ trả Còn nợ tình nợ nghĩa sẽ rất khó Còn tôi thì nợ chú tất cả Nếu làm được gì giúp chú thì tôi luôn sẵn sàng Dù cho nó có tự tay bóp nghẹt trái tim mình Thì tôi cũng sẽ làm Mạnh Hưng thấy Ngọc Thảo đã ngủ thì đứng lên trở lại chỗ ghế sofa, lấy điện thoại anh gọi cho Minh Chí. Lúc này Minh Chí đang ở trong phòng của một khách sạn cách đó không xa, Lò phòng cho Tuệ Vi xong, anh định liên lạc với Mạnh Hưng thì anh đã gọi đến. Anh Mạnh Hưng gọi à? Tuệ Vi lên tiếng hỏi. Ừ, em đừng lên tiếng không sẽ lộ đấy. Em biết rồi, anh nghe máy đi, xem lại anh nghe nói gì. Minh Chí cầm điện thoại lên rồi ấn nghe. Tôi chuẩn bị về khách sạn đây, cậu gọi có gì không? Cậu coi tìm mua cho tôi ít mứt đi Chi vậy? Bộ cậu ăn à? Ừ Từ bao giờ cậu có sở thích ăn vặt ba cái đồ ngọt linh tinh vậy? Tôi nhờ cậu mua thì cứ mua đi Sao mà hỏi nhiều vậy? À mà cậu nhanh về đấy Tôi ở khách sạn đợi Mình trí chưa kịp nói gì thêm thì Mạnh Hưng đã tắt máy Anh Mạnh Hưng kêu anh mua gì hả? Không biết cậu ấy bị gì dở trứng mà đòi ăn mứt nữa Anh không biết đi đâu mua bây giờ Anh ấy thích đồ ngọt hả? Anh không biết, trước giờ có đâu Em có đem theo hai hộp mứt dâu ăn cho đỡ buồn miệng Hộp em khui ăn rồi Còn hộp nguyên anh mang về cho anh ấy đi Thôi em để ăn đi Anh ra ngoài tìm mua chắc có Ở Hà Nội mứt với ô mai nhiều lắm Vậy mất công anh Em hộp này ăn tới ngày về cũng không hết nữa là Anh mang về cho anh Mạnh Hưng đi Nghe vậy mình chỉ nhận lấy hộp mứt của Tuệ Vi Sau đó đứng dậy nói Vậy em coi nghỉ nha Giờ anh có bên Mạnh Hưng Anh đi đi Mai mấy giờ xuất phát anh cho em biết nha Anh biết rồi, mà em kêu đồ ăn của khách sạn mà ăn khỏi phải ra ngoài Ở đây lạ em đừng ra ngoài đi lung tung Em biết rồi Sau đó Minh Chí rời khỏi Xuống đến sảnh thì Minh Chí mới ngờ ngợ Không lẽ mứt này là cho Ngọc Thảo Là bạn bao năm Minh Chí quá hiểu tính của bạn Từ lúc còn học tiểu học đã không thích ăn vặt linh tinh Nói gì là bây giờ Thế nên anh chắc chắn này để cho cô bé Ngọc Thảo rồi Lúc này Minh Chí không biết Có nên đem hộp mứt của Tuệ Vi đưa về không nữa Do gấp gáp với không dành nơi nào bán Nên anh đánh đem về khách sạn Trước đó đã biết đặt phòng khách sạn nào Nên Minh Trí đến thẳng luôn Gặp Lễ Tân để nhận phòng Thì anh mới biết Mạnh Hưng và Ngọc Thảo ở cùng một phòng Có phần thấy lạ Vì lúc đó có khách mới đến Thì khách sạn còn phòng trống Vậy chuyển cả hai cùng nhau chung phòng là sao Nhanh chóng lên phòng tìm Mạnh Hưng để hỏi Đứng trước cửa phòng anh gõ cửa Cánh cửa vừa mở ra Thì Minh Trí đã chạm phải ánh mắt khó chịu Hơi cau có của Mạnh Hưng cùng với đó là lời trách cậu làm gì mà gõ cửa mạnh thế minh chí đang tò mò nên đưa mắt nhìn vào trong cậu nhìn gì nghe mạnh hưng hỏi minh chí liền nói ngọc thảo đâu cô ấy mệt nên ngủ rồi vậy hai người ở cùng nhau à sao cậu là đàn ông đó còn ngọc thảo là con gái không nói đến cậu riêng ngọc thảo thôi cô bé sẽ chịu lời không hay đâu cậu có khẩn trương làm quá vấn đề lên không vậy mà nay tôi thấy cậu lạ lắm nha thật ra minh chí đang bức xúc khi đến tuệ vi bình tĩnh lại anh nói tôi chỉ đang nói thẳng để cậu hiểu với con gái thì đó không hay chút nào đâu chuyện tôi tôi biết mứt tôi nói cậu mua có không minh chí đưa hộp bứt lên tay của mạnh hưng đây cầm lấy nói rồi minh chí quay người về hướng phòng của mình mạnh hưng nhận ra thái độ minh chí hơi khác thường ngày không biết có chuyện gì không nghĩ nữa anh đóng cửa rồi quay vào phòng nhìn hộp mứt râu anh nghĩ khi ngọc thảo dậy sẽ vui cho mà xem thường những lúc đến ngày cô cực thích đồ ngọt đặc biệt là các loại mứt việc này không phải cô nói mà do anh để ý và phát hiện thôi tôi giật mình tỉnh giấc cả căn phòng đã chìm trong sắc cam của đèn ngủ hình như đã tối không biết là mấy giờ tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chú đang ngồi ở ghế làm việc tôi tự hỏi sao chú không để đèn cho sáng mà lại tắt như thế thấy vậy tôi bước xuống giường cảm giác khi rời chăn ra đó là lạnh theo phản xạ tôi hít hà có thể vì thế làm kinh động đến chú Em dậy rồi à? Giờ là mấy giờ rồi chú? Gần 9 giờ rồi. Em ngủ nhiều vậy hả? Không nhiều lắm, vài tiếng đồng hồ thôi. Mà em còn đau bụng không? Ngủ một giấc dậy thì bụng tôi cũng bớt đau rồi. Chỉ còn lâu lâu lại nhói lên một chút thôi. Hết rồi chú ạ. À? Thật không? Em đâu dám nói dối chú đâu. Ừ, chắc em cũng đói rồi, để tôi gọi đồ ăn. Ăn xong tôi có quà cho em. Quà gì chú? Đã bảo khi ăn xong cơ mà. Tôi nghe vậy thì cười... Chắc chú chọc tôi thôi Vì đâu phải dịp gì mà chú lại cho tôi quà Sinh nhật thì chưa tới Ngày đặc biệt cũng không Vậy thôi em đi tắm đã Trời lạnh em mở nước nóng nha Dạ Tôi soạn đồ rồi đi vào phòng tắm Lát sau trở ra thì căn phòng đã bừng sáng Chú làm việc sao không mở đèn Không mở đèn cũng không ảnh hưởng gì Mà như thế em sẽ ngủ ngon hơn Dù xung quanh chỉ toàn hơi lạnh Nhưng trong lòng tôi lại vô cùng ấm áp Đến đây ăn đi Trên bàn lúc này đã có đồ ăn không nghĩ nhanh như vậy họ đã mang lên khách sạn này phục vụ cũng rất chuyên nghiệp đấy chứ tôi tiến đến ghế ngồi thì chú lại đứng lên không biết chú đi đâu nên tôi nhìn theo chú đến chỗ để cầm lấy áo khoác của mình lên tôi còn tưởng chú đi ra ngoài giờ này định hỏi thì chú đi đến chỗ tôi nhẹ nhàng khoác áo của chú lên vai tôi rồi nói đã lạnh mà còn mặc mỏng manh như thế lỡ bệnh thì sao chỉ giỏi làm người khác lo thôi một cổ xúc động dâng trào cho dù đó có là lời trách của chú tôi đưa tay lên để giữ lấy chiếc áo vô tình chạm vào bàn tay của chú không có hơi ấm thân quen nữa thay vào đó là cái lạnh bàn tay chú rất lạnh không lẽ do nãy giờ chú ngồi đây nên bị lạnh đã vậy chú không lo cho mình còn đi lấy áo cho tôi trong lòng tôi vừa thấy xót vừa thấy đau tay chú lạnh quá vậy em sửa cho tôi đi tôi khó hiểu nói sửa ấm sao em đâu biết tôi định rút tay lại thì chú đã nắm lấy tôi để yên không dám cử động như thế này tay em ấm lắm. Tim tôi lúc này đập nhanh lắm. So với bàn tay của chú thì tay tôi thật nhỏ bé. Lúc này cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, đến độ có thể nghe rõ từng nhịp đập và hơi thở của tôi và chú. Lâu vậy không nghe chú nói gì nên tôi lên tiếng. Được chưa chú? Hình như được rồi. Chú lấy tay mình ra tôi có chút luyến tiếc. Em ăn đi rồi đi ngủ, mai phải khởi hành sớm để lên Hà Giang đấy. Dạ, mà chú cũng ăn luôn đi. Ừ, Phần thức ăn được chia ra làm hai Tôi ăn phần của mình Chú cũng bắt đầu ăn Tí ăn xong tôi cho quà Nghĩ đến chú đùa nên tôi cũng quên Giờ nghe chú nói lại tôi hơi tò mò nhưng không hỏi Khi ăn sắp xong thì chú đứng lên Tôi cũng không có nhìn xem là chú làm gì Cho em này Ăn này sẽ giúp em dễ chịu hơn đấy Một hộp mứt dâu được đưa ra trước mặt tôi Bất ngờ tôi ngước lên nhìn chú Mà trong lòng được một phen cảm động Tại sao cái gì chú cũng biết hết chú khiến cho tôi hết lần này đến lần khác phải xúc động và thổn thức. Trước kia khi còn sống ở quê, những lần dâu dụng, có bị đau tôi cũng phải dáng chịu, cả nhu cầu ăn cơm hàng ngày còn phải lo, thì tôi đâu dám có những đòi hỏi khác. Nhưng theo chú rồi thì mọi thứ đã thay đổi, có được sự quan tâm của chú, đôi khi là chiều chuộng, khiến tôi đâm ra bản tính sợ dẫm và làm nũng. Giống như đến ngày không chỉ đau, mà tôi còn buồn miệng muốn ăn gì đó chua chua ngọt ngọt. Khi đó chú đã mua mứt cho tôi, và thói quen cũng từ đó mà ra trong nhà lúc nào cũng có mứt không loại này thì loại kia nhưng do tôi tự mình mua chứ không phải đòi chú lần này đi tôi ỉ y nên không mang theo không nghĩ đến vậy mà chú lại cho tôi này chú mua hả ừ em cứ giữ mà ăn nếu không đủ tôi sẽ mua thêm tuy là muốn ăn nhưng tôi lại ăn rất ít nói gì cả hộp to thế này ăn đến bao giờ mới hết nhiều đây ăn còn không hết đó chú vậy mà tôi cứ sợ không đủ cơ Chú làm như em ăn nhiều lắm ấy Riêng cơm thì ăn như mèo Mà linh ta linh tinh em lại ăn rất giỏi đấy Tôi im bặt vì chú nói quá đúng không thể cãi lại được Nhưng có điều tôi không ăn bậy bạ như chú nói Mà tôi chỉ ăn trái cây Hoặc những loại hạt dinh dưỡng thôi Ai như chú hôm bữa mua toàn đồ ăn vặt mà còn ngọt nữa Mà đó chú mua cho mình Nên tôi không nói được Muộn rồi em đi ngủ đi Tôi không buồn ngủ cho lắm vì vừa làm một giấc Em chưa buồn ngủ Thì nằm cho khỏe tí ngủ ngay mà để em đến ngắm cảnh đêm ở hà nội một tí có gì đâu cũng chỉ là các tòa nhà và ánh đèn thôi khác chứ chú tuy cũng như nhau nhưng mỗi nơi sẽ cho mình một cảm nhận khác không đâu là giống đâu cả còn cả tâm trạng của người trải nghiệm nữa vậy hả nghe em nói tôi mới để ý đấy tôi cười rồi cầm hộp mứt đứng lên đi đến chỗ cửa sổ đúng là bên ngoài chỉ có những ánh đèn phát ra từ những tòa nhà không khác gì ở sài gòn về đêm cho lắm nhưng mà trong lòng tôi thì khác rộn rã hẳn lên hay là vì hộp mứt mà chú cho nên làm cho tôi vui thế nào tôi nhìn đến thì chú đang đứng ngay bên cạnh là sao chú tôi muốn biết cảm nhận của em lúc này em thấy rất bình yên chỉ vậy thôi sao tôi gật đầu thật ra đó chỉ là một phần thôi còn lại tôi muốn giữ riêng lại cho mình khoảnh khắc đẹp đẽ bên cạnh chú hôm sau ăn sáng ở tại khách sạn xong thì tôi cùng với chú hưng và bạn chú lên xe đi về hà giang tôi không biết nhóm đã đến nơi chưa nữa mọi người hình như đi lúc tối chắc đã tới từ lâu mà tôi thì giờ mới đi vì vậy tôi lấy điện thoại ra gọi cho tấn phát để hỏi rất nhanh anh ấy đã nghe máy anh nghe ngọc thảo anh và mọi người đến nơi chưa cả nhóm đã đến hà giang rồi bây giờ đang lên huyện mèo vạc sau đó sẽ nói chuyện với các cán bộ để ngày mai chuẩn bị phân phát quà thực phẩm cho bà con ở đây mà khi nào em tới giờ em mới đi không biết nào mới đến nữa vậy hả mà công việc của em xong chưa Tôi hơi áy náy trước sự quan tâm của Tấn Phát Nhưng biết sao được Tôi chỉ đánh nói dối mà thôi Công việc của em xong rồi Ừ, nào tới thì gọi anh tới đón nha Ở đây đẹp lắm, đang đến mùa hoa rắc mạch nữa đó Lần đầu tôi nghe đến tên của loài hoa này Trong lòng có chút tò mò về nó Dạ, em sẽ cố gắng lên sớm cùng với mọi người Mà em đi xe khách hay sao? Tôi nhìn qua chú Lúc này bắt gặp chú cũng đang nhìn mình thoáng sợ khi ánh mắt của chú giống như tôi đang làm việc xấu bị chú phát hiện vậy em đi xe người quen ừ vậy đến thị trấn mèo vạc gọi cho anh nha chờ khi cho quả xong cả nhóm sẽ đi ngắm hoa tam giác mạch và một số địa điểm du lịch gần đây nữa dạ vậy nào đến em gọi cho anh nha sau đó tôi tắt máy quay qua định hỏi chú nào đến huyện mèo vạc thì chú đã lên tiếng trước em vừa gọi cho ai thế em gọi cho anh tấn phát hỏi mọi người đến nơi chưa Vậy sao nói chuyện lâu thế Tôi và Tấn Phát nói không đến một phút Mà chú bảo là lâu Tùy vậy tôi cũng không dám cãi Tại nét mặt của chú hơi căng Hoa tam giác mạch đẹp lắm hả chú Ừ, đến đó tôi sẽ đưa em đi ngắm Tôi nghĩ chú còn lo công việc Mà tôi đến nơi sẽ đi cùng với mọi người luôn Đến đó em sẽ đi cùng với nhóm Chú cứ lo công việc đi Ý em là không thích đi cùng với tôi à Hình như chú hiểu sai ý tôi rồi thì phải Không phải đâu, giờ tiện đường chú đưa em đến nơi tập trung rồi em tập hợp với mọi người còn chú phải lo công việc của mình nên em không muốn làm ảnh hưởng cũng như phiền chú tôi đưa em đến đó nhưng cũng không có ý định để em đi cùng với họ chú nói vậy là sao tức là đến thành phố hà giang tôi sẽ giải quyết công việc nên sẽ ở lại đó qua đêm hôm sau tôi đưa em đến nơi tập trung để làm nhiệm vụ thiện nguyện của mình xong rồi tôi đưa em đi tham quan vài địa điểm rồi chúng ta sẽ về tôi không ngờ trước quyết định này của chú cũng muốn đi cùng với chú nhưng tôi sợ bất tiện. Công việc mà có thêm người ngoài phận sự như tôi, sợ phiền phức cho chú mà thôi. Tôi nghĩ hay là lên Hà Giang rồi, tôi tự mình đến huyện Mèo Vạc. Em không đi cùng chú được không? Không. Câu trả lời dứt khoát, chứng tỏ chú sẽ không thay đổi quyết định của mình, tôi chỉ đánh im lặng nghe theo mà thôi. Mà chừng nào mình mới đến được thành phố Hà Giang vậy chú? Minh Chí, cậu trả lời cô ấy đi. Thì ra chú không biết nên mới kêu bạn chú nói, chắc khoảng 6 giờ, có khi nhanh hơn hoặc chậm hơn đôi chút. Em nghe rồi đấy." Dạ. Không nghĩ thời gian đi xe lâu như vậy, lúc này tôi tựa đầu ra ghế để nghỉ, đêm qua ngủ hơi muộn, thêm khó ngủ vì đau bụng nữa, giờ tôi có hơi mệt muốn ngủ một chút, mà nhớ lại tối chú phải ngủ sofa tôi thấy thương quá. Mải ngắm cảnh đêm mà không để ý đến giờ, tới khi chú bảo ngủ vì khuya rồi, tôi mới xem đồng hồ mới biết đã hơn 11 giờ. Thấy vậy tôi kêu chú ngủ luôn." thì chú bảo xem tài liệu một lát, kêu tôi ngủ trước đi. lên giường nằm mà tôi chằn chọc mãi không ngủ được. nhìn đến thấy chú vẫn ngồi ở đó, hình như đợt công tác này rất quan trọng thì phải, vì chú xem đi xem lại tài liệu rất nhiều. mạnh hưng thấy ngọc thảo ngủ đầu lắc lư không yên, thì đưa tay kéo đầu cô tựa vào vai mình để cô ngủ được ngon hơn. hành động đó của anh đã được minh trí nhìn qua gương hết. lúc lên xe, minh trí đã gọi báo cho tuệ vi, giờ chắc cô cũng đang trên đường lên hà giang nhìn cậu lo cho cô bé đau quá mức rồi đấy ý cậu là gì tôi thấy sao thì nói vậy thôi tôi không biết cậu đối với ngọc thảo thế nào nhưng mà cậu phải nghĩ đến mọi người xung quanh việc cậu lo cho cô bé tôi sẽ không có ý gì nhưng nếu cậu có tình cảm nam nữ thì tôi nghĩ không nên tại sao lại không nên tôi và cậu ngoài một người sếp và nhân viên ra thì chúng ta còn là bạn thân nên sẽ luôn hiểu nhau nhất tại sao bây giờ cậu lại quan tâm đến chuyện riêng của tôi còn có ý ngăn cản nữa là sao tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi mạnh hưng tôi biết cậu không thích nhưng cậu có nghĩ cho ngọc thảo hay không giữa cậu và cô bé có quá nhiều chướng ngại và khoảng cách chỉ nói đến gia đình ba mẹ cậu thì đã khó khăn tôi thấy tuệ vi là sự lựa chọn thích hợp với cậu đấy tôi phải nói lần thứ bao nhiêu cậu mới hiểu giữa tôi và tuệ vi là không thể nhưng em ấy yêu cậu rất nhiều đáng lẽ khi thấy tôi tạo khoảng cách né tránh thì tuệ vi đã phải hiểu rồi chứ nếu cần tôi sẽ nói thẳng một lần để em ấy khỏi phải hy vọng Cậu không thể làm như thế Tuệ Vi sẽ không chịu được Mạnh Hưng nhìn ra được nỗi thống khổ Trong lời nói của Minh Trí Biết rõ tình cảm của anh đối với Tuệ Vi Nên Mạnh Hưng cũng đã nói Hãy mệnh dạn theo đuổi Nhưng Minh Trí lại không Còn cố tình khuyên nhủ mình chấp nhận Tuệ Vi Thật sự Mạnh Hưng không hiểu được Làm vậy thì người đau khổ nhất Chính là bản thân Minh Trí Mà người trong cuộc cũng chẳng hề vui vẻ gì Không muốn vì chuyện này Làm cả hai tranh cãi không vui Nên Mạnh Hưng chuyển chủ đề cậu nghĩ sao về tiềm năng ở đây ý cậu là về chuyện làm khu nghỉ dưỡng ấy à ừ ngay từ đầu tôi đã nêu ra ý kiến của mình rồi ở đây còn hoang sơ và thiếu thốn nhiều tôi thấy tiềm năng không cao nhưng không hiểu sao cậu vẫn kiên quyết muốn đến đây cậu nói không sai ở đây là vùng cao chủ yếu là cao nguyên đá người dân nghèo và thiếu thốn điểm mấu chốt tôi tìm đến đây là một phần chính vì vẻ đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp của rừng núi bạt ngàn còn nguyên nét hoang sơ và những con đường quanh co khúc khuỷu nó sẽ thu hút rất nhiều du khách tìm đến những nơi vui chơi hiện đại đã có quá nhiều nên giờ xu hướng mọi người thích vẻ mộc mạc và thiên nhiên ban tặng tôi đã tìm hiểu rất nhiều tuy địa hình hiểm trở khó khăn nhưng với người thích khám phá đam mê trải nghiệm sẽ không thể cản bước chân của họ vì thế tiềm năng du lịch ở nơi này tương đối cao hơn nữa còn có thể giúp đỡ người dân ở đây có thêm công việc và thu nhập mạnh hưng làm kinh doanh ngoài lợi ích ra thì một phần anh muốn giúp cho chính những người ở đây nói riêng và cả Hà Giang nói chung thêm phát triển. Như đã tìm hiểu thì anh được biết, ở đây đa phần đều là người dân tộc thiểu số, khó khăn đeo bám hết năm này đến năm khác, trẻ nhỏ không được học đến nơi đến chốn, cả việc để có cơm ăn cũng khó, vì số đông các gia đình ở vùng cao chỉ ăn bột ngô hay còn được gọi với một cái tên là mèn mén, đặc sản của người dân tộc Hơm Mông, một thứ không thể thiếu trong những bữa ăn hàng ngày, nhưng nuôi lớn biết bao thế hệ con người ở đó. Cuộc sống vô vàn khó khăn thiếu thốn Nên anh muốn tạo công ăn việc làm Cũng như tận dụng những gì mà tạo hóa đã ban cho Hà Giang Để xây dựng một khu nghỉ dưỡng Nhằm thu hút khách du lịch tìm đến đây hơn Anh đã tìm được đối tác đầu tư lần này Đến đây để thảo luận thống nhất và ký hợp đồng Ừ Tôi tin vào phán đoán cũng như tính toán của cậu Nên dù lấn cấn vẫn ủng hộ quyết định của cậu Chỉ mong cho hạng mục này sẽ thành công Cảm ơn cậu Luôn đồng hành cùng tôi nha Minh Chí Cậu nói thế nghe xa cách lắm đến Mạnh Hưng mà khi nãy cậu nói sẽ đưa ngọc thảo theo luôn à sao không để cô bé đi cùng với nhóm của mình đi ngọc thảo đang không khỏe tôi không muốn cô ấy mệt đi cùng nhiều người sẽ không thoải mái đến hà giang gặp đối tác xong thì sáng mai đến huyện mèo vạc cho cô ấy làm thiện nguyện sau đó đưa cô ấy tham quan vài địa điểm du lịch thì sẽ về lại hà nội tâm tư cậu đặt cho cô bé hơi nhiều đấy tôi không muốn chúng ta lại tranh cãi chuyện của tôi cậu đừng xen vào được không mình trí nghe xong thì im lặng trong lòng anh cũng rất khó xử một bên là bạn một bên là người mình yêu dù cho nghiêng về bên nào đi nữa thì cũng làm cho bên còn lại tổn thương anh không biết phải làm sao mới đúng ước gì tuệ vi chịu hiểu và buông bỏ được tình cảm với mạnh hưng thì anh đã không phải đau đầu phiền muộn như bây giờ tôi tỉnh lại thì thấy mình đang tựa vào vai chú còn chú đang cầm tay tôi nhìn về chú mà tôi cảm giác thật hạnh phúc tỉnh rồi à bị chú phát hiện tôi vờ như mình vừa dậy mà hỏi gần đến chưa chú? sắp rồi. em còn đau không? hết rồi ạ. À? có sữa đấy, em uống không? sữa ở đâu mà có vậy chú? sợ đường xa em đói với mệt, nên lúc ở khách sạn tôi cũng mua sữa mang theo. vừa nói, chú vừa lấy hộp sữa đưa cho tôi. em uống đi. chú mua nhiều không? hỏi làm gì? chú cũng lấy uống đi, với cho bạn chú nữa. em uống đi. chúng tôi là đàn ông mà uống sữa gì? lúc này tôi mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn đưa tay gãi đầu còn ngại ngùng sau đó nhận lấy sữa rồi lặng lẽ vừa uống vừa nhìn ra bên ngoài cửa kính con đường dốc và quanh co hai bên chỉ toàn là núi tuy vậy nhưng tôi thấy rất đẹp sinh ra và lớn lên ở miền biển nên đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy núi xanh hùng vĩ khoảng thời gian còn lại tôi không ngủ nữa thay vào đó mải mê ngắm cảnh cuối cùng cũng đến được thành phố hà giang tôi nghe chú nói đến khách sạn nhưng bạn chú bảo đến cột mốc số không trước rồi đến tôi không biết đó là gì nên hỏi chú thì biết được, đó là điểm bắt đầu của Quốc lộ 2, nối giữa hai tỉnh Hà Giang và thủ đô Hà Nội, là nơi đánh dấu một chuyến hành trình dài và kỳ vĩ của mỗi du khách du lịch khi đặt chân đến khám phá vùng đất cao nguyên đá Đồng Văn. Phần đặc biệt nữa là ở vị trí, nếu các cuộc mốc khác nằm ở nơi hoang vu phải mất nhiều công sức để đến được thì cột mốc số 0 này nằm ngay trung tâm thành phố Hà Giang, nơi tập trung đông dân cư đông đúc. Tuy không mang ý nghĩa về mặt tham quan nhưng lại mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần mang nhiều kỷ niệm để ghi nhớ về một chuyến đi có một không hai nghe qua thì tôi hiểu đây là nơi du khách check in khi đến đây du lịch tôi tò mò nên khi xuống xe đã đến và muốn chụp một tấm hình làm kỷ niệm nên đã nhờ chú chú chụp cho em tấm ảnh đi muốn check in sống ảo à đâu có em để dành làm kỷ niệm ừ để tôi chụp cho chú cầm điện thoại đi khỏi tôi có điện thoại mà định kêu chú lấy điện thoại tôi chụp mà chú nói dùng điện thoại chú nên thôi Tôi đứng tạo kiểu ở cột mốc cho chú chụp Thì chú lại gọi bạn chú Minh Chí, cậu làm gì ở đó vậy Đến đây chụp dùng tôi tấm ảnh đi Nói rồi, chú đưa điện thoại cho bạn chú Rồi đi đến đứng cạnh tôi Nhìn chú tôi ngơ ngác Sao bây giờ lại thành tôi và chú chụp chung rồi Sao thế Dạ không có gì Cười lên cho đẹp để chụp kìa Mà tí nữa chú chụp cho em riêng một mình nha Sao thế Chụp cùng tôi không thích à Không phải Em muốn có tấm riêng để dùng làm hình nền thì cứ lấy hình của tôi và em đi Tôi cũng muốn lắm Nhưng mà tôi sợ Lúc này chú đưa tay vòng qua eo tôi Cảm giác có hơi ngại nhưng tôi không nói gì Nhìn về phía bạn chú rồi cười Sau khi đã xong tôi muốn xem ảnh Thì chú lại không cho Chú cho em xem với Không Chú kỳ thật đấy Rõ ràng em kêu chú chụp Mà giờ chú dành xem một mình Điện thoại của tôi thì tôi có quyền Chú ăn gian Tôi vẫn đeo theo chú để đòi xem cho bằng được Chú cầm điện thoại rơi lên cao Do tôi thấp hơn chú Nên tôi với không tới đành phải nhảy Mà chú nhanh lắm Cành lúc tôi nhảy lên là nhón chân lên Đang loay hoay thì một giọng nói vang lên Anh Mạnh Hưng Tôi nhìn đến hướng phát ra giọng nói Thì trông thấy đó là một cô gái Lúc đến gần tôi mới nhận ra là người gặp chú ở siêu thị Trong lòng tôi chợt thấy buồn Mà cũng đúng thôi Chú ở đây thì bạn gái chú cũng phải đi theo chứ Tôi liền tránh qua một bên giữ khoảng cách với chú Tuệ Vi Sao em lại ở đây tuệ vi chạy đến vui mừng ôm lấy tay của mạnh hưng thì em đi du lịch vô tình biết anh cũng ở hà giang nên em muốn đi cùng anh sao em biết anh ở đây nói rồi mạnh hưng nhìn đến binh trí anh đã có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình cậu nói à ừ tuệ vi gọi nên tôi có nói chúng ta đang ở hà giang em ấy bảo mình cũng đang đi du lịch nên muốn gặp để đi cùng mạnh hưng nhìn tuệ vi không quên gỡ tay cô ra anh đi công việc chứ không phải đi chơi em đi du lịch thì cứ lo đi chơi đi thì anh đi công việc rồi thì sẵn đi chơi luôn em đi có một mình cũng sợ lắm sợ sao còn đi tuệ vi cứng họng mà im bặt minh chí chúng ta về khách sạn đi tí còn gặp đối tác nữa vậy còn tuệ vi hay là cho em ấy đi cùng chúng ta luôn đi em mới lên đây được thì sẽ tự biết lo được thôi ngọc thảo em đứng đó làm gì nghe chú gọi tôi nhìn đến dạ chú gọi em ạ lại đây chúng ta sẽ đến khách sạn Dạ để em lên xe Nói rồi tôi tự mình đi đến chỗ xe đậu Tuệ Vi nhìn theo Ngọc Thảo hỏi Cô ta là ai? Sao lại đi cùng với hai anh? Không đợi Mạnh Hưng trả lời Minh Trí đã nói Đó là Ngọc Thảo, cháu của Mạnh Hưng Cháu nào? Sao trước giờ em không gặp qua? Họ hàng xa, em không biết được đâu Mạnh Hưng nghe Minh Trí nói vậy cũng mặc kệ Anh bỏ đi đến xe Tuệ Vi lúc này nói Anh Mạnh Hưng không muốn em đi cùng kìa Tại cậu ấy vậy thôi Em lên xe đi, đưa vali đây anh sách cho Dạ Sau đó Minh Chí mang vali Rồi cùng Tuệ Vi đi đến xe Bỏ hành lý vô cúp xong Anh mở cửa cạnh ghế lái cho Tuệ Vi Em vào đi Em muốn ngồi phía sau cơ Chỗ đó Mạnh Hưng và Ngọc Thảo ngồi rồi Em cũng biết tính cậu ta khó rồi đó Tuệ Vi nhớ lại thái độ của Mạnh Hưng Không muốn cho mình đi cùng Cũng sợ nên an phận ngồi vào ghế trước Mình chỉ cũng vòng qua ngồi vào ghế lái Tuệ Vi cũng đi là thế nào Mạnh Hưng lên tiếng nói Tuệ Vi liền làm ra vẻ ủy khuất. Em con gái một mình ở nơi xa lạ. Mày biết anh ở đây nên đi cùng, mà anh không cho là sao? Lỡ em gặp cướp hay gì thì sao? Tuệ Vi nói phải đấy, để em ấy đi cùng đi. Em đi du lịch thì cũng hiểu rõ mà, lên được tới đây thì sợ gì nữa? Anh không thương em gì hết, trong khi em là vợ sắp cưới của anh. Lời nói đó không khác gì một lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Lúc này tôi thấy sự có mặt của mình là dư thừa cậu sắt đá thế mạnh hưng nếu giờ cậu không muốn tuệ vi đi cùng thì tôi và em ấy sẽ đi riêng dù gì tí nữa gặp đối tác cũng xong việc rồi xe cậu có thể tự lái mà mạnh hưng không muốn tuệ vi đi cùng vì thừa biết tính cô mà giờ còn có cả ngọc thảo nữa minh chí lại nói thế anh chỉ còn cách đồng ý để tuệ vi đi thì đi tuệ vi nghe vậy cười vui vẻ cảm ơn anh cô nhìn qua minh chí thầm cảm kích vì nếu minh chí không nói giúp thì mạnh hưng không dễ gì để cô đi cùng tôi chỉ im lặng không nói gì tôi nghĩ chú không để tuệ vi đi cùng vì có tôi sẽ làm cho chị ấy không vui hoặc là giữa hai người có gì nên chú giận cũng không chừng em là ngọc thảo cháu của anh mạnh hưng đúng không tôi giật mình khi tuệ vi hỏi đến mình tôi liền gật đầu trả lời dạ em đang làm gì ở đâu sao trước giờ chị không gặp em em đang đi học vậy hả mà sao em lại đi cùng với anh mạnh hưng vậy em đi làm thiện nguyện cùng trường trùng hợp chú cũng đến hà giang công tác nên mới đi cùng ạ à. nói vậy em sẽ tách ra đi riêng à em không im lặng được hay sao tôi chưa kịp trả lời thì chú lên tiếng nói vậy nên tuệ vi cũng im luôn lúc này tôi quay mặt co cờ kính chứ không dám nhìn sang chú xe dừng lại ở một khách sạn lúc này tôi có ý định tự mình đến huyện mèo vạc định nói với chú thì chú lại đang gấp để gặp đối tác nên thôi vào trong làm thủ tục nhận phòng tôi ở cùng với tuệ vi chú và bạn chú thì ở cùng với nhau lúc lên nhận phòng chú nói tôi đi gặp đối tác một chút sẽ về em coi nghỉ ngơi đi nha dạ em biết rồi còn em tuệ vi lên tiếng hỏi mạnh hưng lạnh lùng nói em lớn rồi đâu phải con nít mà cần tôi phải nói anh thiên vị thật đấy anh nói với ngọc thảo được còn em thì nói vậy tuệ vi nói như muốn khóc mình trí nhìn mà đau lòng cậu không thể nói đàng hoàng được cả mạnh hưng tôi thấy mình không hề quá đáng gì cả tuệ vi đã lớn đâu phải là đứa trẻ lên ba có thể tự biết làm gì mà ngọc thảo cũng vậy mà cô ấy khác đây là lần đầu tiên cô ấy đi xa dù thế nào thì tuệ vi cũng là con gái có cảm xúc cậu nói thế biết em ấy buồn không tuệ vi em vào phòng đi đừng để ý mạnh hưng em biết rồi em không sao thấy vậy tôi cũng đi vào phòng cùng với tuệ vi sợ cô ấy buồn chú nên tôi nói ngoài miệng chú nói thôi chứ trong lòng không phải vậy đâu cô đang tỏ ra mình rất hiểu anh ấy đấy à tôi hơi bất ngờ trước thái độ khác xa lúc lên xe của tuệ vi tưởng cô ấy buồn tôi mới an ủi mà thôi chị nói vậy là sao cô nói thật đi cô là gì của mạnh hưng đừng bảo với tôi là cháu không cháu nào mà lại gọi bằng em đâu hơn nữa thái độ của anh ấy đối với cô nữa tôi không nghĩ tuệ vi lại nghi ngờ mối quan hệ của tôi và chú nhưng thật sự giữa tôi và chú tuy không phải là người thân họ hàng nhưng cũng chẳng khác gì mấy chị nghĩ nhiều rồi đấy tôi với chú là bà con xa nên chú không gọi tôi là cháu vậy sao mà sao cũng được nhưng tôi nói cho cô biết tôi là vợ sắp cưới của mạnh hưng nên mong cô giữ khoảng cách với anh ấy họ hàng nhưng nam nữ vẫn là khác biệt nhất là cảm giác của một người vợ sắp cưới là tôi cũng không hề thích bất kỳ người con gái nào quá gần gũi với người đàn ông của mình đâu cô hiểu chứ mà cô bảo đi cùng nhóm mình thì cô nên đi đi mạnh hưng đang có công việc xong rồi chúng tôi còn đi tham quan nữa có cô thì không hay lắm À, do anh ấy giận tôi vì tự ý đi du lịch một mình, nên mới thế, chưa bình thường thương tôi lắm. Tôi hiểu Tuệ Vi đang chứng tỏ cho tôi biết mối quan hệ của hai người, tôi cũng hiểu chứ. Tuy tôi có tình cảm với chú, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phá hoại hay thế nào cả. Chỉ cần nhìn thấy chú vui hạnh phúc là đủ rồi. Từ khi có sự xuất hiện của Tuệ Vi, thì tôi nghĩ mình không nên ở lại đây nữa. Tôi cũng định nói với chú, nhưng mà chú bận công việc, nên tôi nhờ chị nói lại dùm, tôi tự mình đến chỗ nhóm nha ừ tôi sẽ nói lại vậy giờ cô đi luôn sao tôi sẽ đi bây giờ cho kịp nói rồi tôi cầm hành lý của mình đi ra khỏi phòng xuống đến sảnh khách sạn tôi hỏi chị nhân viên lễ tân chị ơi chị cho em hỏi giờ muốn lên thị trấn mèo vạc thì đón xe ở đâu ạ em muốn lên mèo vạc thì phải đi xe khách vậy đón xe ở đâu chị em muốn đi lúc mấy giờ em đi ngay bây giờ ạ một mình thôi hả em dạ tại chị thấy vừa nãy em đi cùng với ba người nữa cơ mà tại em có việc cần đến mèo vạc nên chỉ em đi một mình thôi nếu vậy chị đặt xe dùm rồi họ đến rước em nha nghe chị lê tân nói vậy tôi mừng lắm vì ở đây là chỗ lạ nên tôi cũng không quen biết ai hết dạ em cảm ơn chị nhiều lắm ạ à. em chờ chị chút nha sau đó chị lê tân gõ có gì đó trên điện thoại của mình xong rồi chị nói 30 phút nữa là có chuyến xe lên mèo vạc đấy tí xe cho người đến khách sạn đón em dạ Tôi ngồi đợi tầm 10 phút thì có người bên nhà xe đến đón, tôi cảm ơn chào chị lễ tân rồi đi. Người đến là một người đàn ông trung niên, trông chú cũng hiền lắm, chú chở tôi trên xe máy có hơi cũ. Cháu đi du lịch hay sao? Nghe chú hỏi tôi cũng thành thật trả lời. Dạ, cháu theo nhóm lên đây làm thiện nguyện ạ. Vậy hả? Nghe mà chú mừng cho mọi người, ở đây nhiều người khổ lắm cháu ạ, nhà chú cũng khó khăn phải xuống thành phố làm kiếm sống. Chú đón khách cho nhà xe hả? đúng rồi cháu cũng làm được mấy năm rồi chú làm vậy có đủ sống không tiết kiệm cũng đủ lo cho hai đứa nhỏ đi học ở nhà ăn sao cũng được chỉ cần hai đứa nhỏ học tới nơi tới chốn để mà có công việc nuôi sống bản thân chưa nghỉ học sớm rồi lấy chồng như mấy đứa trẻ ở làng khổ lắm nghe chú nói tôi thấy tư tưởng của chú tân tiến hơn chắc do chú ở tại thành phố nên dần thay đổi tôi có xem qua được biết dân tộc thiểu số đặc biệt các trẻ em ở vùng cao thường 13-14 tuổi đã lấy chồng sinh con. Chỉ những ai được học hành đàng hoàng may ra thoát được cảnh đó. Dạ đúng rồi chú, học thì sau này mới có nhiều cơ hội. Bởi vậy, chú luôn cố gắng dặn mấy đứa nhỏ phải dáng mà học. Nói chuyện với chú mới đó mà đã đến nhà xe, chú có lòng tốt đưa tôi lên tận xe, tôi thật lòng cảm kích chú vô cùng. Cháu cảm ơn chú. Không có gì đâu, chú mới là người cảm ơn tấm lòng của cháu và mọi người, đã đến đây thiện nguyện chứ chúc cháu thượng lộ bình an nha dạ sau đó chú xuống xe tôi ngồi đợi thêm lát thì xe cũng khởi hành lúc này tôi nghĩ đến chú mà trong lòng thấy buồn không biết khi về biết tôi đi một mình chú có giận không nhưng tôi làm vậy chỉ vì nghĩ cho chú mà chắc không đâu vì có tuệ vi đi với chú rồi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi cũng gửi tin nhắn cho chú lấy điện thoại tôi liền soạn tin em đi lên tập hợp với nhóm do gấp em không đợi chú về được em chúc chú gặp đối tác thuận lợi thành công nha xong rồi tôi gửi đi lúc nãy hỏi chú chở tôi thì biết từ đây lên mèo vạc mất khoảng bốn tiếng hoặc hơn đến nơi cần có người đón vì tôi không biết đường vì vậy tôi gọi cho tấn phát giờ em đang đi xe khách lên gần tới nơi anh đón em nha em đi một mình hả dạ em cẩn thận nha nào sắp tới gọi cho anh rồi anh tới đón em biết rồi tắt máy xong tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ từng dãy núi nối với nhau con đường thì uốn lượn quanh co, tôi để ý không thấy có nhà nào ở hai bên đường giống như ở dưới xuôi. một đoạn xa thì mới thấp thoáng một cụm nhà ở phía thung lũng, dường như họ sống tập trung theo làng. chợt tôi thấy một khoảng màu sắc tím hồng trắng ở dưới chân đèo, không biết đó là hoa gì mà lại đẹp thế. trong đầu tôi nghĩ đến cái tên hoa tam giác mạch. chú đã nói sẽ đưa tôi đi xem, nhưng chắc không thể được rồi. suốt chặng đường kéo dài mấy giờ liền cũng đã kết thúc. tôi xuống xe rồi gọi điện cho tấn phát đến đón mình. Vừa xong thì điện thoại cũng hết pin tắt nguồn. Lúc này đã là buổi chiều, trời rất lạnh. Tôi mặc áo lông còn cảm giác lạnh. Đứng yên đợi tấn phát đến tôi không dám đi đâu. Sợ anh đến sẽ không thấy. Ngọc Thảo. Nghe tiếng gọi tôi nhìn đến thì tấn phát đang chạy chiếc xe cà tàng trong buồn cười lắm. Ở thành phố anh ấy chỉ lái xe hơi thôi. Em đợi lâu không? Cũng không lâu lắm ạ. À? Thôi lên xe đi, anh đưa đến chỗ mọi người. Vali để phía trước đi. Tấn Phát đem vali để lên trước, còn tôi thì ngồi phía sau, anh chờ được không đấy Ngọc Thảo xem thường anh rồi Yên tâm, anh sẽ đưa em an toàn về đến khách sạn Em vị chắc vào nha Đường ở đây hơi dốc đấy Đúng là đường rất dốc Tôi ngồi sau mà sóc lên sóc xuống Phải đưa tay vị lấy người tấn phát Không thì bị rơi lúc nào cũng không hay Phải mất 10 phút Tấn phát mới đưa tôi đến khách sạn Nơi mọi người nghỉ lại để mới bắt đầu làm thiện nguyện Tấn phát sắp xếp cho tôi riêng một phòng Mọi người đều chia nhau ra nghỉ hết cả rồi Tôi lên trễ nên chỉ có một mình Em vào phòng nghỉ đi Mà em ăn gì để anh lấy cho Dạ thôi em không đói Hơi mệt nên muốn nghỉ sớm Chúc anh ngủ ngon Ừ vậy em ngủ ngon Đóng cửa phòng lại Tôi mang vali đến giường rồi nằm xuống Thật sự tôi rất mệt và còn lạnh nữa Lúc này tôi rất nhớ chú Không biết khi thấy tin chú sẽ như thế nào Cầm điện thoại mở xem thì mới nhớ là hết pin Tôi liền ngồi dậy cắm sạc Sau đó tôi soạn đồ đi tắm Nhìn thấy hộp mứt dâu lòng tôi lại quặn thắt một nỗi nhớ ra diết có khi giờ chú đang vui vẻ cũng nên Cố xua đi hình ảnh về chú trong đầu Nhưng lại càng hiện rõ hơn Sau khi đứng ngâm mình dưới vòi sen một lúc lâu Thì tâm trạng cũng đỡ hơn một chút Ra ngoài tôi cầm hột mứt Rồi đến bên cửa sổ vừa ăn vừa nhìn ra ngoài Cảnh đêm ở đây rất yên tĩnh Bao trùm một màu đen Cùng với bầu trời lấp lánh ngôi sao Chứ không phải nhiều ánh sáng rực rỡ Cùng với những tòa nhà cao tầng như ở Hà Nội Vậy mà sao lòng tôi giờ lại lăn tăn những cơn sóng Trong lúc này Mạnh Hưng và Minh Trí đang trên đường về khách sạn. Cả hai không nghĩ, sau khi ký hợp đồng xong thì bên đối tác lại mời dùng bữa, không tiện từ chối nên đã nhận lời. Đến lúc về thì đã tối, Mạnh Hưng uống vài ly nên đầu hơi đau, định lấy điện thoại gọi cho Ngọc Thảo nhưng điện thoại lại hết pin. Tôi không nghĩ mọi việc là thuận lợi như thế đâu. Mạnh Hưng tựa đầu ra ghế đưa tay xoa xa chán nói. Vốn dĩ bên đấy, họ cũng có chung suy nghĩ với chúng ta nên thảo luận mới nhanh như vậy. Ừ, cậu nói đúng. Mà công việc xem như tạm ổn Tôi có đôi lời muốn nói với cậu Có gì cậu nói đi Chuyện của Tuệ Vi Tôi mong cậu đừng quá lạnh lùng khắt khe với mấy được không Yêu một người quá nhiều đâu phải là cái tội Mạnh Hưng khó xử trước minh trí Thật sự anh chỉ muốn Tuệ Vi nhận ra mà thông suốt thôi Khi trên xe cô nhận mình là vợ sắp cưới của anh Lúc đấy anh đã muốn tống cổ ra khỏi xe ngay tức khắc Nhưng lại phải kìm lại Vì nghĩ đến thân phận con gái của cô nhưng em ấy đã bước qua giới hạn của tôi cậu hiểu không? Tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi đồng tình. Tuệ vì vẫn còn trẻ con lắm, cậu đừng có chấp nhất. Tôi không muốn vì chuyện này ảnh hưởng tình bạn của chúng ta, tôi tự biết mình nên cư xử thế nào cho đúng. Mình Trí nghe vậy không nói gì nữa, xe cũng về đến khách sạn, đậu xe xong cả hai mới lên phòng. Lúc này Minh Chí đang mở cửa, còn Mạnh Hưng thì nhìn qua phòng của Ngọc Thảo, anh nghĩ chắc giờ cô đang ngủ nên thôi, định sang nhưng rồi lại đổi ý. Vào phòng thì Minh Chí đi tắm, còn Mạnh Hưng cắm sạc pin, điện thoại rất nhanh mở nguồn, màn hình hiện lên một tin nhắn mới, mở ra xem thì thấy là của Ngọc Thảo gửi. Khi xem xong, thì vẻ mặt của Mạnh Hưng hiện lên phần u ám, theo đó là sự giận dữ. Sao em không nghe lời tôi vậy hả Ngọc Thảo? Quay người lấy áo khoác mặc vào, rồi anh nói với Minh Chí đang tắm. Xe tôi lấy, còn cậu mai quay về Hà Nội, rồi bay về Sài Gòn trước đi nha. Nói xong anh đi nhanh ra khỏi phòng còn minh trí quấn cái khăn chạy ra nhưng vẫn không kịp muộn rồi cậu còn đi đâu hành lý vẫn còn ở đây nghe tiếng gõ cửa minh trí nghĩ chắc mạnh hưng quay lại nên đến mở cửa vừa hé ra là thấy tuệ vi thì bất ngờ em đợi em mặc đồ một chút nói rồi minh trí đóng cửa phòng nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng sau đó mới đến mở cửa giờ sân còn chưa ngủ mà sang đây em ngủ không được muốn sang nói chuyện với hai anh em vào phòng đi tuệ vi bước vào rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của mạnh hưng không thấy anh vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng rồi nói anh mạnh hưng đâu mà không có trong phòng cậu ta vừa ra ngoài rồi không biết là đi đâu tối rồi còn đi đâu được mà anh không hỏi à anh đang tắm chỉ nghe cậu ấy bảo anh mai trở về hà nội rồi bay về sài gòn trước đi ủa vậy là sao mà em sang đây vậy còn ngọc thảo thì sao cô ta đi rồi minh trí kinh ngạc em nói ngọc thảo đi là thế nào mà đi đâu thì đi với nhóm cô ta chứ đâu mà em hỏi anh Cô ta có là họ hàng thế nào với Mạnh Hưng Trong đầu Minh Trí lúc này Đoán được Mạnh Hưng chắc đi lên mèo vạc tìm Ngọc Thảo Với câu hỏi của Tuệ Vi Anh nghĩ chắc là cô đã có nghi ngờ gì với Ngọc Thảo rồi Họ hàng xa anh cũng đâu có rành Mà sao em hỏi vậy Em nhìn thấy anh Mạnh Hưng đối với cô ta không giống với người cháu Mà em cũng chưa từng nghe qua Hay gặp cô ta trong các buổi tiệc của nhà anh Mạnh Hưng nữa Ngọc Thảo bận học nên không đến thôi Em đừng có suy nghĩ nhiều Em gọi họ bác gái thì sẽ rõ Tuệ Vi định lấy điện thoại gọi cho mẹ của Mạnh Hưng thì Minh Trí đã ngăn lại. Anh làm gì vậy? Em không cần phải gọi đâu, bác gái không biết gì đâu. Anh nói vậy là sao? Thật ra Ngọc Thảo là người mà Mạnh Hưng đã giúp đỡ kiêu mang. Do khoảng cách tuổi tác nên cô bé mới gọi bằng chú. Anh nói rõ hơn cho em nghe đi. Sau đó Minh Trí kể toàn bộ chuyện của hai người gặp Ngọc Thảo và Mạnh Hưng muốn giúp đỡ mà đưa theo cùng về thành phố cho đến bây giờ. Tuệ Vi một phen sừng sốt và cả ganh tị. Chuyện như vậy mà anh không nói cho em biết sớm Anh hứa với Mạnh Hưng rồi Không được nói ra cho em và cả gia đình cậu ấy Nếu không vì trùng hợp Em và Ngọc Thảo gặp nhau Mà có chuyện anh cũng không nói nữa Vậy có thể giờ Mạnh Hưng đi kiếm cô ta không Mình chỉ đã sớm đoán ra Nhưng thấy Tuệ Vi thế này Anh cũng chỉ biết im lặng Không thừa nhận cũng không phủ nhận Anh với em lên đó đi Đi đâu Chỗ của cô ta Để làm gì Tìm tìm anh Mạnh Hưng Tối rồi để mai rồi anh và em tính Em về phòng đi ngủ đi Làm sao em ngủ được chứ Thường em thì anh đưa em đi đi Trước sự năn nỉ của Tuệ Vi Lòng minh trí như nhũn ra Nhưng anh vẫn còn lý trí Tối rồi mà xe mẹ Hưng đã lái đi rồi Nên có gì phải đợi sáng mai Nghe vậy Tuệ Vi mới chịu im Mà không đòi đi nữa Anh là bạn thân của anh Mạnh Hưng Chắc anh sẽ hiểu anh ấy lắm nhỉ Em nói vậy là sao Anh thấy anh Mạnh Hưng có thích cô ta không chuyện này minh chí cũng nhìn ra vì đối với ngọc thảo mạnh hưng có hơi đối xử đặc biệt nhất là thay đổi số thói quen vốn không phải là tính cách của mình chỉ là mạnh hưng chưa từng thừa nhận một phần không muốn làm tuệ vi phải buồn khổ nên minh chí nói không có đâu vì thấy hoàn cảnh đáng thương của ngọc thảo nên cậu ấy mới giúp đỡ thôi ai biết được cô ta thấy mạnh hưng đẹp trai giàu có lại bám ra như đỉa mấy đứa nhà quê nghèo khó thường hay đào mỏ lắm chắc ra bộ đáng thương để lấy sự thương hại của người khác có thể anh với anh mạnh hưng bị vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô ta gạt rồi dù có tình cảm với tuệ vi nhưng không có nghĩa minh trí đồng tình về cách suy nghĩ của cô đối với ngọc thảo cũng từng có suy nghĩ ngọc thảo là người không tốt nhưng tiếp xúc qua rồi thì mới thấy ngọc thảo không phải loại người đó ngược lại cô rất hiền và lễ phép cũng cư xử chừng mực với mạnh hưng có chăng là từ mạnh hưng đôi lúc có những hành động quan tâm vượt mức bình thường ngọc thảo không như em nghĩ đâu hoàn cảnh đáng thương thật đấy cả anh cũng bị cô ta thao túng tâm lý nên bây giờ mới bênh cô ta như thế em vừa gặp qua đã biết cô ta không đơn giản đâu vì thế nghe em kêu đi thì đi liền mục đích làm vậy để cho anh mạnh hưng tìm cô ta cũng như đổ tiếng oan em đuổi cô ta gây ly gián mối quan hệ của em và anh mạnh hưng em suýt nữa bị cái vẻ ngoan hiền của cô ta đánh lừa rồi tưởng tốt hóa ra là con hồ ly gian xảo em đừng có nghĩ xấu cho ngọc thảo nghe minh trí nói giúp cho ngọc thảo làm tuệ vi sinh lòng đố kỵ mà tức giận thôi em không nói nữa vì nói gì anh cũng không tin cứ để thời gian chứng minh đi không lâu nữa mặt nạ của cô ta cũng được cỡ xuống đến đó cho anh và anh mạnh hương sáng mắt ra nói rồi tuệ vi đứng lên đi về hướng cửa em giận anh đấy à tuệ vi không nói gì mà đi một hơi ra khỏi phòng biết là cô giận nhưng không vì vậy mà anh nói trái với lòng mình có thể tuệ vi từ nhỏ sống trong nhung lụa cùng với sự bảo bọc của ba mẹ nên cách nhìn nhận về một người cũng theo chiều hướng tiêu cực bất lực buồn bã anh quay vào phòng lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hưng nhưng không được. Đêm tối mà lái xe một mình, trong khi đường núi chắc trở, mình chỉ có hơi lo cho Mạnh Hưng. Trời đã khuya, trăng cũng đã lên cao, mà tôi không thấy buồn ngủ một chút nào. Ở đây ngắm trăng đúng là rất tuyệt, chỉ là không có tâm trạng thôi. Nhìn lại hộp mứt đã vơi đi nhiều, không nghĩ nãy giờ tôi ăn nhiều như thế. Có hơi xót ruột nhưng mà muộn rồi, tôi cũng không muốn phiền đến người khác, nên đành ôm bụng lên giường nằm, nghĩ là chút ngủ sẽ hết đói thôi lúc này tôi thấy nhớ chú lắm, không biết chú đã ngủ chưa, chắc giận tôi nên chú không hồi âm gì, càng nghĩ lòng càng cồn cào khó chịu. tôi cố nhắm mắt để ngủ, chỉ khi ngủ rồi tôi mới có thể không nhớ đến chú nữa. sáng hôm sau tôi tập trung cùng với nhóm ăn sáng tại khách sạn, đồ ăn ở đây mùi vị rất ngon, nhưng theo thói quen nên tôi không ăn được nhiều. em ăn ít vậy ngọc thảo. tấn phát ngồi cùng bàn ăn nên hỏi, tôi liền đáp lại, em no rồi, mà khi nào mới phát quà cho bà con vậy anh? ăn sáng xong cả nhóm sẽ giao ủy ban sau đó cán bộ đưa chúng ta đến trường học để phát quà bánh cho các em cán bộ cũng thông báo bà con khó khăn trong xã đến rồi dạ sau buổi thiện nguyện anh đưa em đi ngắm hoa tam giác mạch rồi lên dốc thẩm mã ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông nho quế nếu là lúc đầu tôi vô cùng hứng khởi để trải nghiệm thì giờ dù cho phong cảnh có đẹp đến đâu nhưng trong lòng tôi lại không có chút tâm trạng nào có thể do không phải người trong lòng mà mình muốn em không đi đâu sao thế lên tận đây rồi nếu không đi sẽ tiếc lắm đấy em hơi mệt phát quả xong chắc em về hà nội trước cả nhóm cứ chơi đi nếu vậy anh sẽ về cùng em anh cứ ở lại chơi cùng mọi người đi không cần vì em mà bỏ giờ hành trình đâu em tự mình về được rồi anh cũng không muốn đi nghĩ có em nên muốn đưa em tham quan cho biết giờ em không đi anh cũng không đi mọi người ăn xong chuẩn bị xuất phát thôi tiếng thầy vang lên làm cho cuộc nói chuyện của tôi và tấn phát phải kết thúc chúng tôi đi đến tập trung cùng với mọi người sau đó rời khỏi khách sạn để đến ủy ban khi đến được trường của các em nhỏ học tôi mới thấy được ở gần đây gần như thiếu thốn về mọi thứ bàn ghế thì cũ kỹ vài chỗ có dấu hiệu mục nát tường cùng xuống cấp trầm trọng biết được vào mùa mưa lũ thì bị rột tứ phía các em phải dồn lại mà học tuy khó khăn là vậy nhưng chỉ cần được lên lớp thì các em đã rất vui coi những em nhà ở rất xa nên phải mang cơm theo ăn tại lớp nói cơm nhưng thật ra đó chỉ là mèn mén. Một thứ gắn liền với bao nhiêu con người ở nơi đây, trong các em lem luốc chân trần đi dưới đất, không có đến đôi dép để mang, nhưng trên gương mặt các em là nụ cười hồn nhiên ngây thơ khi chuẩn bị nhận quả bánh. Từng là trẻ mồ côi nghèo khó, nên tôi càng đồng cảm mà thương các em nhiều hơn. Tôi ôm từng em vào lòng mà không kìm được nước mắt. Tôi chỉ ước nếu như mình giàu, tôi sẽ làm từ thiện nhiều hơn, giúp đỡ cho các em phần nào. Lúc nhận được quà các em rất vui, còn biết nói cảm ơn giọng của em nào cũng nhẹ nhàng dễ thương xong phần các em thì đến bà con ngoài mì và sữa ra còn có thuốc và ít tiền trong phong bì nhìn mọi người khi nhận vui mừng mà tôi cũng vui lây buổi thiện nguyện đã xong lúc này mọi người bàn nhau kế hoạch đi chơi còn tôi thì không hứng thú nên đi ra ngoài đi dạo trước mắt tôi nơi thung lũng dưới kia là cả một thảm sắc tím trắng hồng rực rỡ của hoa tam giác mạch tôi đứng thả hồn theo cảnh sắc hoang sơ nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải chìm đắm đến mê mẩn điện thoại trong người reo lên tôi lấy ra xem thì là số của chú hưng không biết chú gọi đến có phải trách tôi hay không do dự một lúc tôi cũng nghe máy dạ chú gọi em ạ à? em gan lắm dám nhận lúc không có tôi đi một mình tại em phải tập hợp với nhóm sớm nên đi trước mà giờ chú làm gì muốn biết tôi làm gì thì quay mặt về phía sau đi tôi hơi khó hiểu sao chú lại kêu tôi làm vậy nhưng tôi vẫn quay người nhìn lại tôi không dám tin vào mắt mình nữa chú đang đứng ở kia tôi đang mơ có phải không sao chú lại ở đây được chắc vì nhớ chú quá nên tôi ảo giác mà thôi tôi đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại nhưng vẫn là chú đứng ở đó nhìn tôi thấy tôi không vui à giọng chú vang bên tai vậy thật là chú rồi tôi vui mừng chạy nhanh đến sao chú lại ở đây thì tôi đi tìm em chứ sao nữa nhưng sao chú biết em ở đây mà tìm chú giơ điện thoại rồi nói thì tôi hỏi trường em thì ra chú hỏi trường nên mới biết mà đến thấy có mình chú còn hai người kia thì không nên tôi hỏi bạn chú với chị kia đâu tôi đi một mình vậy chú tự lái xe à ừ tôi lái xe xuyên đêm đến đây tìm em đấy nghe chú nói tôi vừa thương vừa xúc động đêm hôm lái xe nguy hiểm lắm em lo cho tôi hả tôi định nói là lo nhưng nghĩ có người khác lo cho chú rồi nên cần gì tôi nữa có người lo cho chú rồi cần gì em ai Ngọc Thảo. Tôi nhìn đến thì thấy Tấn Phát đi ra kiếm tôi. Em ở đây. Thấy tôi, Tấn Phát liền chạy đến nói, "Giờ em không đi chơi cùng với mọi người, anh đưa em đến khách sạn." Ai cần cậu đưa cô ấy đi? Anh là ai mà có quyền nói câu đó? Tôi đưa ai thì liên quan gì đến anh? Nhưng người cậu đưa thì liên quan đấy. Anh là gì của Ngọc Thảo? Tôi thấy cả hai nói chuyện hơi căng thẳng nên tôi lên tiếng, "Giới thiệu với anh, đây là chú Hưng, còn đây là anh Tấn Phát bạn học cùng." À đây là chú của Ngọc Thảo hả Cháu chào chú Cháu là bạn của Ngọc Thảo Ai là chú của cậu Đừng có nhận bừa Tấn Phát dường như bị chú dọa dạ nên nói nhỏ với tôi Chú của em khó tính vậy hả Tôi mỉm cười nói Chú ấy trước giờ đều vậy đấy Trông sợ quá Tôi ăn thịt cậu hay gì mà sợ Giờ tôi đưa Ngọc Thảo về Cậu có đi cùng mọi người đi Chú đưa Ngọc Thảo đi đâu Chú cho Ngọc Thảo ở lại chơi cùng với cháu và mọi người đi Tôi không thích, cậu đừng có lại nhảy Ngọc Thảo, em xin chú đi em. Mình Chí nhìn tôi nói, bỏ lên đây một mình thì tôi đã không muốn đi cùng chú, cũng như gây sự hiểu lầm với vợ sắp cưới của chú. Em sẽ đi cùng nhóm, chú cũng về với chị Tuệ Vi đi, không chế sẽ không vui đâu. Em đang nói gì thế Ngọc Thảo? Đối với tôi, ai vui hay buồn không hề quan trọng, ngược lại là em đấy. Tôi cất công lên đây tìm em, tôi lo lắng cho em như thế nào có biết không? Vậy mà giờ em đuổi tôi về, không muốn tôi đi cùng. Được thôi, vậy tôi về, Em cứ đi với bạn của em đi Nói rồi chú quay người bỏ đi Tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác sợ hãi Giống như mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá Không nghĩ được gì khác nữa Tôi nói với thấn phát rồi đuổi theo chú Em xin lỗi Anh đi cùng mọi người đi Em phải đi cùng với chú Ngọc Thảo Mặc cho tấn phát gọi tôi cứ đuổi theo chú Mà công nhận chú đi nhanh thật Chân dài xem ra cũng có lợi Tôi vừa thở vừa chạy qua một cái cua Thì cũng thấy chú tôi gọi Chú đợi em với chú đứng lại không đi tiếp nữa tôi chạy nhanh đến hơi mệt nên thở hổn hển chú nhìn tôi hỏi đuổi theo tôi làm gì sao không ở lại với người bạn đó của em đi coi em kìa chạy làm gì cho mệt rồi thở vậy không chạy thì sao đuổi kịp chú bộ chú giận em à tôi không nên giận hay sao ai nhân lúc không có tôi bỏ đi em nghĩ gửi tin nhắn như vậy là xong đấy hả em không muốn chú khó xử thôi mà tại sao tôi phải khó xử có em vợ sắp cưới của chú sẽ hiểu lầm như thế không tốt cho chú vợ sắp cưới gì ở đây thì chị tuệ vi đấy có em sẽ khiến chị ấy không vui đó là chuyện của cô ấy liên quan gì đến tôi tôi cần đính chính lại tôi không có vợ sắp cưới gì hết tôi nghe chú nói thì bất ngờ tuệ vi đã chính miệng nói cho tôi nghe mà sao chú lại nói là không nhưng mà chị ấy đã nói em tin tôi hay tin tuệ vi chú cắt ngang lời tôi đang nói tôi không biết phải trả lời chú thế nào em trả lời tôi đi ngọc thảo không lẽ đến bây giờ em vẫn không nhìn ra tôi đối với em là thế nào hay sao? Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt chú, hai tay vào phần áo ấp úng. Chú nói vậy là sao? Em không hiểu. Tôi với Tuệ Vi không là gì với nhau cả. Có chăng tôi chỉ xem em ấy là em gái mà thôi. Do hai gia đình thân nhau nên mới gắn ghép hai chúng tôi thôi. Chính vì vậy, Tuệ Vi tự nhận mình là vợ sắp cưới của tôi. Nhưng trong lòng tôi trước sau vẫn vậy. Chỉ có duy nhất một người thôi. Em biết đó là ai không? làm sao em biết được em ngốc lắm người tôi yêu chính là em đó ngọc thảo tôi ngây người không dám tin vào điều mà mình vừa nghe chú bảo chú yêu tôi đây có phải là thật không hay tôi đang mơ em không có biểu cảm nào hết là sao vậy là sao chú em xem em kìa tôi tỏ tình với em tôi tưởng mình nói với ai chứ không phải với em vậy không phải nhưng chú bảo chú yêu em là thật hả không tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng chẳng phải khác nào đang đứng ở thiên đường lại rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Em biết tôi yêu ai không? Tôi hỏi mà khóe mắt đã rưng rưng muốn khóc. Ai vậy chú? Người con gái đó là... Thôi chú đừng nói, em không muốn nghe đâu. Sao thế? Em thật không muốn biết là tôi yêu ai sao? Biết chỉ thêm buồn thôi, dù là ai em cũng mong chú luôn hạnh phúc. Nói rồi tôi quay người định trở lại trường thì chú đã giữ tay tôi lại. Em định vậy mà đi đấy hả? chú kéo tôi lại đối diện với mình nhìn tôi đi tôi sợ nên trốn tránh nhưng chú lại đưa tay nâng mặt tôi lên lúc này tôi đã khóc vì đau lòng tại sao lại khóc chú nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất ấm áp tôi lắc đầu mà không thể nói được gì chú dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi chú nói vừa nãy tôi còn nói chưa rõ ràng hay sao giờ tôi nói lại lần nữa tôi yêu em người mạnh hưng tôi yêu chính là em đấy ngọc thảo Tôi nhìn chú, trong lòng xúc động đến độ bật khóc, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Chú yêu em thật sao? Không phải em mơ đúng không? Nhéo mà tôi thở đi. Chú cầm tay tôi lên áp lên mặt mình. Tôi không thể nhéo được vì không muốn làm chú đau. Bây giờ tôi đã tin những gì mình vừa nghe là thật. Chú yêu tôi chứ không phải là một ai khác. Vậy mà tôi cứ lầm tưởng rồi tự làm khổ mình khi nghe chú sắp lấy vợ. Người mà chú yêu hóa ra tôi đã hiểu lầm chú. Sao không nhéo? Em không muốn chú đau. Tôi chịu được, chỉ cần làm em tin mình không phải đang mơ. Tôi mỉm cười. Em tin rồi. Vậy còn em thì sao? Chú muốn hỏi gì em? Em có tình cảm với tôi không? Em cứ nói thật lòng mình ra. vốn tôi tính chưa thổ lộ lúc này đâu, nhưng tôi không kìm được cảm xúc của con tim. Tôi không chịu được khi em gần một ai đó, cũng như lo lắng khi em dám đi một mình ở nơi xa lạ tôi biết khoảng cách tuổi tác của chúng ta là không phải nhỏ sẽ thiệt thòi cho em nhưng mà tôi yêu em thật lòng tôi muốn nói ra để em biết dù câu trả lời ở em là gì tôi đều chấp nhận hết tôi muốn nghe lời thật lòng của em bỏ qua hết những việc tôi giúp đừng nghĩ mình mang ơn thì phải có nghĩa vụ trả chú vẫn dành cho tôi quyết định chứ không hề cưỡng ép tôi chỉ có điều đó thôi đủ làm cho tôi phải nể phục chú là một người đàn ông tốt giúp người nhưng không cần phải báo đáp không riêng vì biết ơn hay tôi nợ chú mà thật sự trái tim tôi đã rung động vì chính sự quan tâm của chú dành cho một người bơ vơ tứ cố vô thân như tôi chú cho tôi bầu trời mới một nơi ở và cả cảm giác an toàn từ chú chưa bao giờ tôi dám mơ tưởng được chú yêu nhưng giờ điều đó lại thành sự thật khiến tôi sắp bị cảm xúc trong lòng nhấn chìm nếu là trước đây tôi chỉ mong có thể âm thầm bên cạnh dõi theo chú cũng đủ rồi giờ được chú dành tình cảm tôi thấy mình may mắn và là người hạnh phúc thì chuyện khoảng cách tuổi tác có là gì quan trọng là ở cảm xúc thôi chỉ cần thấy mình hạnh phúc bên nhau là được mà người nên tự ti phải là tôi mới đúng so với chú tôi không hề xứng chú đừng nói vậy chú hoàn hảo về mọi mặt còn em tôi ngập ngừng không giấu được sự mặc cảm trong lòng với tôi những thứ đó không hề quan trọng tôi chỉ muốn biết em có yêu tôi hay không thôi Nhìn chú mà tôi không dám đối diện với cảm xúc thật của mình, dù rất muốn nói tôi cũng yêu chú, nhưng rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình tôi lại không đủ dũng khí. Em không xứng với chú đâu, một người tài giỏi và tốt như chú cần phải có một cô gái có gia cảnh đàng hoàng chứ không thể là em được, một người quê mùa mồ côi không người thân thích. Tôi đã nói là tôi không quan tâm những điều em vừa nói rồi, tôi yêu em vì chính con người em, biết em trải qua tuổi thơ mất mát chịu nhiều thiệt thòi nên tôi càng thương em và muốn che chở bảo vệ em hơn nếu tôi bảo tôi đã rung động kể từ lần đầu tiên gặp em thì em có tin không tôi nhìn chú trong lòng thầm tự hỏi tại sao chú có thể rung động trước một cô bé bán hàng dạo như tôi chứ nói thật lúc đó trông tôi lôi thôi lắm quần áo này nọ là mặc được miễn sao lành lặn không rách da thì bị bắt nắng vì ở ngoài trời cả ngày tóc tai đôi lúc rối vì ở biển thường có gió nếu nói một người đàn ông thành đạt như chú để mắt đến tôi, khi đó thật sự tôi không dám tin. Lúc đó em xấu vậy mà chú để ý hả? Ai nói em xấu, nụ cười của em rất đẹp, hồn nhiên và trong sáng. Nó in sâu vào trong tâm trí tôi. Hình ảnh của em cứ xuất hiện trong đầu tôi. May sao tôi đã lại gặp lại em và duyên phận an bài để em theo tôi. Thì ra bao lâu nay, không phải mình tôi đơn phương mà cả chú cũng thế. Ai cũng giấu đi tình cảm dành cho đối phương Bất ngờ chú ôm lấy tôi Chưa kịp phản ứng thì chú đã nói Đừng trốn chạy tôi nữa được không Như em đã nói Tôi thành công và có tất cả Thì tôi còn để ý đến chữ xứng làm gì cơ chứ Tôi đã có quá nhiều tiền Nên không cần phải kiếm vợ giàu Tôi chỉ cần em thôi Tôi cảm động Lý trí không còn đủ sức chống lại cảm xúc mãnh liệt của con tim Chú nói đến như vậy Tôi không còn lý do nào để mà trốn chạy nữa Từ giây phút này tôi sẽ cố gắng Để có thể bước đi cùng chú Em cũng yêu chú Em nói nhỏ quá tôi không nghe rõ Tôi đang mắc cỡ lắm Cố lắm mới nói ra mà chú lại không nghe là sao chứ Thích làm khó tôi hay sao Em nói lại đi Tôi thẹn thùng Em nói rồi chú không nghe thì thôi Sao lại thôi tôi muốn nghe lại em nói đi Thôi em ngại lắm Ở đây có ai đâu mà em ngại Nói nhanh lên tôi không đủ kiên nhẫn để đợi đâu Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh không có ai Tôi kể sát tay chú rồi hô lớn Để nhằm trả đũa vì chú làm khó tôi Em yêu chú có cần la to thế không màng nghĩ tôi thủng luôn rồi tôi cười trêu chọc ai bảo chú làm khó em chi toàn thích trêu em thôi tôi trêu em hồi nào chú còn nói nữa rõ ràng chú nghe được mà cứ thích em nói lại biết vậy sao em còn nói điều đó chứng tỏ một điều là em cũng thích em thích lúc nào chứ chú nói rồi bỏ chạy tôi phải đuổi theo chú đã định trốn mà được một đoạn tôi bắt gặp cả khoảng hoa tam giác mạch sắc trắng hồng xen vào nhau rất đẹp tôi như bị cuốn vào mà quên cả việc mình đang đuổi theo chú hoa đẹp quá thích không tôi gật đầu rồi nói em thích lắm không biết cảm giác đứng giữa cả rừng hoa sẽ thế nào nữa muốn biết tôi sẽ đưa em đi sau đó chú nắm tay tôi dẫn xuống thung lũng khi đến càng gần thì mới thấy vẻ đẹp của loài hoa với cách gọi tên nghe cũng rất hoang sơ bình dị giống như chính nơi này toàn dốc đá treo leo nhưng lại khiến cho người khác phải ngẩn ngơ mê đắm như bị cuốn vào nên tôi quên đi mọi thứ xung quanh và luôn cả chú. Tôi giang tay hòa mình vào giữa cánh đồng hoa, thích thú nên tôi đã quay người không cẩn thận, vấp phải đá dưới chân xém ngã. Biết là em thích, nhưng phải cẩn thận chứ. Chú đưa tay ra ôm trọn tôi vào người, nhìn chú mà trong lòng tôi rộn ràng sao xuyến, lần lần một cảm giác rất khó tả, tôi không biết mình say hoa hay là say vì chú nữa. Thì tại cục đá dưới chân em thôi mà. Thì em không nhìn, không để ý mới vấp đấy, không mảng đôi co với chú tôi muốn tiếp tục ngắm hoa tam giác mạch hoa có gì đẹp đâu ngắm anh đi đột ngột chú thay đổi cách xưng hô làm tôi không quen chú thì em nhìn nhiều rồi mà ý em là chán anh rồi chứ gì yêu rồi gọi anh đi cho tình cảm gọi chú thấy giả lắm tôi bật cười chú mà cũng sợ già nữa hả sợ chứ sợ em chê đấy chú không chê em thì em mừng rồi làm gì em dám chê chú em nói thật không thật mà trông chú phong độ lắm trẻ hơn tuổi nhiều vậy hả mà em bỏ từ chú đi được không gọi anh đi em chưa quen gọi rồi sẽ quen thôi ai lại gọi người yêu mình bằng chú bao giờ người ta nghe lại tưởng anh và em là chú cháu họ hàng đấy ạ à, à, anh em tập đánh vần đấy à kêu anh thôi mà khó như vậy sao tại em quen gọi chú rồi giờ thay đổi nên vậy để em sửa nhé mà hoa nhìn đẹp chắc sẽ thơm lắm đừng nói rồi tôi đưa tay ngắt một bông hoa đưa lên mũi mình thì hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã nghĩ trước đó nó không hề thơm ngược lại có mùi lạ lắm tôi nhăn mặt khó coi mùi hoa này lạ quá mạnh hưng nhìn tôi cười anh ngăn không kịp vì em nhanh quá đấy hoa tam giác mày không hề thơm mà nó có một mùi đặc trưng riêng đó là mùi hôi thung thủng anh ngửi rồi à em gọi anh được rồi đấy tôi cười vì lúc cố gắng nói thì mở lời không tròn chữ đến khi công quan tâm thì lại nói một cách rất suôn Nói rồi mới thấy cũng không khó gì Dạ Từ nay về sau phải gọi anh không được gọi chú nữa Em biết rồi Mà anh chưa trả lời em đấy Em hỏi gì Anh ngửi hoa tam giác mạch rồi à Không có Vậy sao anh lại biết Anh từng đọc qua nên biết À nếu vậy để em giúp anh thực hành Tôi đưa hoa đang cầm trên tay lên mũi của Mạnh Hưng Không nghĩ anh lại tránh kịp Tôi không chịu bỏ cuộc mà cố gắng nhảy lên người của anh Chỉ vì anh cao hơn tôi Em muốn ăn đòn đúng không? Em chỉ muốn anh trải nghiệm hoa cho biết thôi mà. Anh không thích, nhưng em thích. Mạnh Hưng cứ nhón người, còn tôi nhảy mãi mà không làm gì được. Tôi liền ôm cổ anh ghì xuống. Tưởng anh sẽ gồng lại. Ai ngờ lại không vì thế, mà mặt anh áp sát mặt tôi, môi chạm môi. Cảm giác như có điện xẹt qua, tôi định rời ra, thì bất ngờ Mạnh Hưng mút lấy cánh môi của tôi, từng chút, từng chút tấn công. Lúc đầu tôi còn thụ động, dần dần cũng đáp trả anh một cách vụng về. Do đây là nụ hôn đầu tiên của tôi Thấy tôi dần hụt hơi Nên Mạnh Hưng đã buông ra Tôi bắt đầu hít thở sau khi trở lại bình thường Tôi nhìn anh trách Anh ân gian Do em câu dẫn anh trước mà Lúc nào? Còn không phải em kéo anh xuống hay sao? Anh đây chỉ phối hợp thôi Lần sau muốn hôn thì nói thẳng Đừng vòng vo thế này nữa nha Ai muốn hôn? Em làm vậy để anh ngửi hoa thôi mà Tôi không nói với anh nữa Em vào trong chụp hình đây Để anh chụp cho À Em có muốn nghe sự tích về hoa tam giác mạch này không? Anh giỏi thế, biết cả sự tích về hoa này luôn. Anh từng xem qua tài liệu, chuyện kể rằng nàng tiên gạo và nàng tiên ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày cháu mày ngô chẳng biết làm gì, bèn đổ vào khe núi, cây ngô cây lúa lớn lên cho hạt, người người lấy hạt về ăn. Khi hạt ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp. Một hôm mọi người họp nhau lại Rồi chia nhau đi khắp núi rừng để tìm cái ăn Nhiều ngày trôi qua Nhiều nơi đã đến Nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm Mà vẫn chưa thấy gì để làm no cái bụng Một hôm thoảng bay trong gió mùi hương lạ lạ Từ trước đến giờ chưa ai được ngửi Mọi người cùng tìm đến khe núi Và ai nấy đều ngỡ ngàng Một rừng hoa li ti trải dài suốt Từ núi bên này sang núi bên kia Nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác Ẩn nấp khá kín ở dưới hoa Khi kết hạt Mọi người đem về ăn thử Thấy ngon không kém gì ngô và gạo Cái bụng đã ngủ yên không lóc cóc đòi ăn nữa Khói bếp lại bay lên mỗi chiều Vì là họ nhà lúa Được nảy lên từ mày lúa mày ngô Nên gọi là mạch Lá có hình tam giác Và thế nên có tên là tam giác mạch Nghe qua câu chuyện tôi lại có thêm kiến thức Cũng như biết được nguồn gốc của tên hoa tam giác mạch Tôi rất khâm phục sự hiểu biết của Mạnh Hưng Anh giỏi thật đấy Còn phải nói vì thế nên chụp ảnh em cứ tin tưởng ở anh bảo đảm đẹp lần trước chụp ảnh có cho em xem đâu mà em biết đẹp hay không chút nữa anh cho xem nhìn anh và em cũng đẹp đôi lắm đấy có ai tự khen mình giống anh không chi bằng đợi người ta khen thay vì mình tự khen có phải hay hơn không sao cái gì anh cũng nói được hết vậy vậy anh chụp cho em vài tấm nha anh muốn anh và em chụp chung hơn sao chụp chung được ở đây đâu có ai để nhờ vào chụp đâu anh cải điện thoại chụp tự động là được mạnh hưng chỉnh điện thoại rồi để dựng đứng trên chỗ đá kia anh đi đến chỗ tôi đứng đưa tay nhấc bổng tôi lên anh thả em xuống đi bồng em như này chụp ảnh mới đẹp em phải yên đi thì ảnh mới đẹp được nói rồi mạnh hưng xoay tôi vòng vòng làm tôi muốn chóng cả mặt nhưng mà cũng rất vui đến khi xem lại ảnh coi cũng được chụp ảnh xong thì tôi và anh rời khỏi đó đến chỗ xe anh đậu rồi anh nói đưa tôi lên dốc thẩm mã sau đó đi thuyền trên sông nho quế nữa Trước đó tấn phát rủ nhưng tôi không có tâm trạng Giờ đi cùng Mạnh Hưng lại hứng khởi vô cùng Đến nơi Tôi thấy có rất nhiều xe và du khách Đang tạo dáng chụp ảnh cùng với những em nhỏ ở đây Có những em còn rất nhỏ Trông thương lắm Nhìn thấy có một em gái phát trên người cái gùi hoa Và đứng có một mình tôi tiến đến hỏi Sao em lại đứng ở đây Em nhìn tôi chỉ cười chứ không nói chuyện Không biết do em ngại hay thế nào Sau đó hỏi ra mới biết Em không thạo tiếng kinh Do nhà khó khăn nên em không có điều kiện đến trường. Ngày ngày em đứng ở dốc thẩm mã, vác theo gùi hoa để khách du lịch chụp ảnh. Ai muốn cho em nhiều thì cho, tùy ở lòng hào tâm. Nghe qua tôi thương em và những em nhỏ khác rất nhiều, tôi cũng nhờ Mạnh Hưng chụp cùng em một tấm ảnh. Chị cho em này. Tôi lấy ra tờ 100 ngàn cho em, nhận lấy rồi em cúi đầu. Sau đó tôi còn cho thêm mấy em nữa, em nào nhận được cũng cười rất vui. Thấy các em mà tôi nhớ lại quá khứ của mình, lần đầu bán cho Mạnh Hưng còn được bo tôi cũng vui như vậy. Tôi nhìn đến đằng kia, thấy anh đang cho các em nước uống, tôi định đi đến thì nghe thấy giọng nói vang lên. Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em mừng quá. Tuệ Vi xuống xe, chạy nhanh đến chỗ của Mạnh Hưng, tự nhiên khoác lấy tay của anh vui vẻ, mặt mày hớn hở mà nói. Mạnh Hưng nhanh chóng gỡ tay cô ra rồi nói, sao em lại lên đây? Thì em muốn tìm anh mà, mà sao anh đi không nói cho em và Minh Chí biết? Mạnh Hưng không trả lời mà nhìn sang Minh Trí Không cần nói thì Minh Trí cũng hiểu mà nói Do Tuệ Vi một hai muốn lên đây tìm cậu Nên tôi bắt đắc sĩ phải đưa em ấy đi Tôi cũng muốn về Hà Nội như cậu nói Nhưng Tuệ Vi thân gái một mình Tôi không thể bỏ mặc được Anh đừng trách anh Minh Trí Do em muốn anh ấy đưa đi tìm anh thôi Giờ gặp rồi anh đưa em đi tham quan ở đây đi Nhìn đẹp quá Em muốn xem mà nhìn cao em cũng sợ Em kêu Minh Chí đưa em đi Tôi bận rồi Anh bận việc gì chứ Ngọc Thảo đến đây anh đưa em đi dạo trên sông nho quế nãy giờ tôi chỉ đứng nhìn tôi biết tuệ vi đã không thích tôi nếu mà biết quan hệ của tôi và mạnh hưng sẽ càng thêm ghét tôi bước đến cạnh chỗ của anh thì chạm phải cái chừng mắt của tuệ vi việc bận của anh là đưa cô ta đi chơi sao mạnh hưng sao anh lại đối xử với em như thế chứ cô ta chỉ là một đứa nhà quê nghèo hèn mà anh coi trọng hơn cả em tuệ vi làm dữ khóc lóc tôi không biết phải làm sao thì mạnh hưng lên tiếng anh không cho phép em dùng lời lẽ đau xúc phạm Ngọc Thảo Minh Chí, cậu coi lo Tuệ Vi đi, mình đi thôi. Nói rồi Mạnh Hưng kéo tôi đi. Lúc này Tuệ Vi ở đằng sau gào lên. Mạnh Hưng, anh đứng lại cho em. Sao anh dám làm vậy với em hả? Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy Minh Chí ôm Tuệ Vi đang khóc lóc làm mình làm mẩy. Mình đi như vậy được không anh? Em đừng quan tâm, tính Tuệ Vi là như vậy đấy. Tí nữa sẽ hết thôi. Tôi cũng là con gái nên phần nào hiểu được tâm trạng của tuệ vi có thể tôi khác ở chị ta chính là tôi dám âm thầm đơn phương chứ không lộ liễu công khai như thế chính sự mặc cảm tự ti nên tôi không có dũng cảm đó nhưng tuệ vi lại khác gia cảnh học thức tất cả chị ấy đều xứng với mạnh hưng mà theo như tôi biết thì hai nhà cũng thân thiết muốn gắn kết cả hai nên tuệ vi mới nhận mình là vợ sắp cưới của mạnh hưng mà giờ lại bị anh cự tuyệt còn đi với tôi hẳn là chị ta đau buồn lắm trong tình yêu luôn có sự ích kỷ tôi yêu mạnh hưng và anh cũng yêu tôi nên tôi không thể nhường nhưng cũng không vì vậy mà bỏ mặc tuệ vi như thế chị ấy yêu anh nên mới thế hay là mình quay lại xem thế nào đi anh ngay từ đầu anh đã phân rõ giới hạn chỉ dừng lại ở mức người anh trai và em gái thôi còn tình cảm thì không chỉ do tuệ vi cố chấp mà thôi nhưng em đừng có lo có minh trí bên cạnh cuối sẽ không sao đâu Nghe Mạnh Hưng nói vậy tôi cũng không nói gì nữa Lên xe rồi anh lái đi Tuệ Vi nhìn Mạnh Hưng cứ vậy mà đưa Ngọc Thảo đi thì điên tiết lên Bản thân trước giờ được cưng chiều từ nhỏ Chưa từng chịu ủy khuất lớn đến như vậy Do hai gia đình thân nhau Nên từ khi còn nhỏ Tuệ Vi đã rất thích Mạnh Hưng Tình cảm đó lớn dần từng ngày Dù cho Mạnh Hưng chỉ dừng lại ở mức quan tâm bình thường Nhưng Tuệ Vi vẫn luôn mang hy vọng với anh Chính vì ba mẹ của Mạnh Hưng rất thích cô Do hai gia đình thân nhau nên từ khi còn nhỏ tuệ vi đã rất thích mạnh hưng tình cảm đó lớn dần từng ngày dù cho mạnh hưng chỉ dừng lại ở mức quan tâm bình thường nhưng tuệ vi vẫn luôn mang hy vọng với anh chính vì ba mẹ của mạnh hưng rất thích cô luôn miệng nói sẽ cưới cô cho anh nên tuệ vi đinh ninh rồi tự nhận mình là vợ sắp cưới của anh chứ mạnh hưng chưa từng xác nhận mình trí nhìn cô như thế thì đau lòng nói em đừng khóc nữa em muốn đi đâu anh đưa em đi em không cần em chỉ muốn đi cùng anh mạnh hưng thôi tại sao anh ấy lại vì cô ta mà không thèm đếm xỉa gì tới em chứ em có thua gì cô ta đâu việc tình cảm rất khó nói em đừng cố chấp với mạnh hưng nữa chỉ khiến em đau khổ mà thôi em cố chấp gì em yêu anh ấy trước mà anh có biết em đã dành tình cảm cho anh ấy bao nhiêu năm rồi không tại sao bây giờ vì sự xuất hiện của một đứa nhà quê nghèo khó đó mà em phải chịu thua chứ tuệ vì em trước giờ không dễ dàng chịu thua trước ai nhất là trong tình yêu em không cho phép ai cướp đi người đàn ông mà em yêu hết Mạnh Hưng phải là của em Tuệ Vi nói với ánh mắt hiện lên thật sự đáng sợ Không còn vẻ ngây thơ kia nữa Mình trí trong lòng thống khổ không kém gì Tuệ Vi Chứng kiến người mình yêu lại đau khổ vì người khác Còn bản thân yêu lại không thể nói gì hay giải bày Biết không thể khiến Tuệ Vi thông suốt Mình trí chỉ còn cách an ủi cô mà thôi Em đừng khóc nữa Em như thế anh đau lòng lắm Phải chi lời này Em nghe được từ anh Mạnh Hưng thì hay biết mấy Mình trí cười khổ Em cũng hiểu tính của cậu ấy trước giờ rồi mà Em biết Nên em luôn cố gắng Nhưng mọi thứ lại trở thành con số không hết thảy là vì cô ta Cô ta chỉ đang tìm cách lợi dụng mạnh hưng Vì anh ấy giàu thôi Em sẽ không để cô ta như ý đâu Em định làm gì Tuệ Vi nhìn đến con đường mà Mạnh Hưng đã lái xe đi khuất nói Chuyện của em anh đừng quan tâm Giờ anh đưa em về Hà Nội đi Đã đến đây rồi Em không định tham quan sao Em không có tâm trạng nữa Vậy để anh đưa em về sau đó cả hai lên xe quay về Hà Giang trước, xe này Minh Chi đã thuê để đưa Tuệ Vi lên đây, vì cô cứ một mực muốn tìm Mạnh Hưng, giờ lại đổi ý nên quay về. Mạnh Hưng đưa tôi đến chỗ lên thuyền để đi dạo trên sông Nho Quế, tôi là người lớn lên ở miền sông nước nên đi thuyền không có sợ. Điểm thu hút tôi ở nơi này chính là dòng nước xanh biếc phía dưới, còn ở trên là núi đá treo leo với vô số thác gành, lớp đá tay mèo lởm chởm. Lúc nãy đứng trên đỉnh đèo mã bí lèng nhìn xuống dưới vực sâu, tôi đã thấy dòng sông như một sợi chỉ xanh uốn lượn mềm mại quanh chân núi. Tuy đứng trên cao có hơi sợ, nhưng được trông thấy cảnh đẹp thế này cũng rất đáng để trải nghiệm. Hơn hết bên cạnh còn có mạnh hưng, nên tôi luôn cảm thấy yên tâm và an toàn. Chiếc thuyền vẫn nhẹ nhàng lướt, ngắm nhìn những vách đá dựng đứng như lên tận trời xanh, tận hưởng bầu không khí trong lành đúng là rất tuyệt. Thời tiết ở đây có hơi lạnh nên tôi dùng mình. Em lạnh à? có hơi lạnh một chút, mà ở đây cảnh đẹp quá đúng không anh? Ừ, nếu em thích, sau này còn nhiều cơ hội trở lại đây mà. Tôi nghĩ mạnh hưng là người kinh doanh, nên sẽ có đối tác ở nhiều nơi nên anh mới nói như vậy. Anh đưa tay vòng ngang eo tôi, ngước nhìn anh tôi mỉm cười hạnh phúc, tựa vào vai anh tận hưởng sự chuyển biến của cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, theo sự di chuyển của con thuyền. Bên tai còn được một số thông tin hữu ích từ anh. Sông nhỏ Quế được bắt đầu từ vùng núi nghiêm sơn của Vân Nam Trung Quốc chảy theo hướng tây bắc đông nam về việt nam thật ra con sông này không chỉ chảy ở tỉnh hà giang mà còn chảy trên địa phận cao bằng tuy nhiên phần đầu sông chảy từ thôn xéo lùng xã lũng cú đi qua hẻm tu sản lại được xem là đoạn có cảnh sắc ngoạn mục say đắm lòng người nhất trước kia sông nho quế không êm ả như bây giờ và chỉ được xem là nơi phục vụ đánh bắt cá của dân hà giang đây cũng là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho bà con dân tộc là nguồn nước quan trọng cho hầu hết các thửa ruộng bậc thang của bà con sinh sống quanh khu vực này. Tuy nhiên, từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện, thì nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó, người dân mới mở dịch vụ đi thuyền dạo trên sông này. Tôi bị cuốn vào chính những hiểu biết rộng mở của Mạnh Hưng, không nghĩ anh lại giỏi như thế, cái gì cũng biết. Sao lại nhìn anh như vậy? Thì tại vì thấy anh giỏi quá. Bình thường mà, từ khi gói định đầu tư ở đây, anh đã xem rất nhiều tài liệu về nơi này nên mới biết anh đầu tư gì ở đây à lần này đến đây là để bàn bạc hợp tác về việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây với những gì mà thiên nhiên ban tặng thì nơi này chính là điểm tiềm năng thu hút khách du lịch tìm đến rất lớn chuyện kinh doanh tôi không hiểu nhưng tôi tin lời của mạnh hưng nói là đúng tạo hóa ban cho hà giang những thứ tưởng chừng như chẳng giúp gì được cho cuộc sống người dân khá lên thì giờ nhờ vào đó mà mọi người có cái nhìn khác hẳn về nơi được gọi là cao nguyên đá kết thúc hành trình ở sông nho quế Mạnh Hưng đưa tôi đến nghỉ ở một homestay. Ở đây họ làm như nhà sàn vậy, nhưng lại rất sạch sẽ. Tắm rửa xong thì cũng đến tối. Ở đây thực đơn đa số đều là các món đặc sản. Tôi thích nhất là món thắng rền. Thoạt nhìn thì giống chè trôi nước. Cả hai đều được làm từ bột nếp, nhưng thắng rền bên trong làm nhân đậu đỏ. Ăn cùng bát nước pha đường và cốt dừa và gừng, sắc thêm mè và lạc nữa. Tôi ăn thấy rất ngon, bột dẻo hòa cùng nhân đậu đỏ ăn lạ miệng, vị bùi bùi của lạc giang, trước giờ ăn ngọt rất ít vậy mà tôi lại ăn hết cả bát thắng rền mạnh hưng nhìn tôi mà kinh ngạc hỏi em ít ăn ngọt lắm cơ mà tại vì ngon nên em ăn nhiều sau đó thì tôi có thử mèn mén món này làm bằng bột ngô giã lúc đầu thử tôi nhăn mặt vì hơi khó ăn nhưng nghĩ đến ngay cả người lớn và trẻ em ở đây đều chỉ ăn như thế nên tôi tiếp tục ăn lạ thay sau đó tôi lại thấy ngon không khó ăn như lúc ban đầu nữa ăn không được đừng cố Em ăn được rồi mà còn thấy ngon nữa cơ Thật hả? Anh thử đi Thì anh ăn nãy giờ mà Tôi nhìn đến thì thấy Mạnh Hưng đã ăn chén hết Không ngờ anh ăn còn nhanh hơn cả tôi Nhìn anh tôi cười rồi hỏi Anh thấy mùi vị thế nào? Như em nói đấy, rất ngon Ăn qua rồi mới hiểu và thương người ở đây Từ bao đời nay với đồng bào dân tộc Mông Ngô là nguyên liệu chính làm ra mền mén Đây là món ăn dân dã truyền thống Đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Mông ở miền cao nguyên đá Hà Giang, người mông lấp đất vào những hốc đá, ươm những hạt mầm hy vọng. Mưa gió cao nguyên nuôi lớn những hạt giống, cho chúng bật lên thành những cây ngô kiên cường, cho những bắp mẩy đều thơm ngọt. Để làm ra món mẻn mén nuôi sống người mông bao đời. Sau khi đã ăn xong, chúng tôi lên phòng nghỉ. Tôi và Mạnh Hưng mỗi người một phòng. Trước khi ngủ, anh không quên dặn tôi đắp chăn, mang thêm vớ, vì đêm sẽ lạnh hơn rất nhiều. Tôi hạnh phúc vì sự quan tâm đến từ những việc nhỏ nhất. Anh cũng phải giữ ấm nha Giờ em vào ngủ đây Khoan đã Có chuyện gì hả anh Chúc em ngủ ngon nha Cô gái nhỏ của anh Nói rồi anh nhẹ hôn lên trán tôi một cái Trong lòng tôi lan tỏa sự ấm áp đến từ anh Sau đó tôi vào phòng Nằm xuống giường nhớ lại mà tôi mỉm cười một mình Sáng hôm tinh mơ Khi trời còn phủ đầy sương thì tôi đã dậy Định ngắm cảnh bình minh Thì bắt gặp Mạnh Hưng cũng đã thức Anh đang đứng nhìn về hướng núi Tự nhiên tôi nghĩ ra trò muốn hủ anh ai ngờ dự định chưa kịp thực hiện đã bị anh quay lại phát hiện em dậy sớm thế vẫn còn lạnh em ngủ thêm đi dậy rồi khó ngủ lại lắm nên em muốn ngắm bình minh đến đây tôi tiến đến gần chỗ của anh mà hít hà vì lạnh anh ôm tôi vào lòng lạnh đỏ hết mũi rồi đây này vừa nói anh vừa đưa hai tay xoa má tôi nói người thì chẳng thấy mập nhưng được hai cái bánh bao tôi nghe thế thì sụ mặt ý anh chê em hả đâu bánh bao dễ thương mà Phúng pha phúng phính cưng lắm Anh dẻo miệng lắm Vừa đấm vừa xoa Cưng thế này sao anh đỡ đánh chứ Thích xoa như này này Vừa nói anh vừa nựng hai má tôi Chẳng khác gì đang vò bột vậy Lúc này mặt trời cũng thức giấc Đang dần hiện lên phía sau ngọn núi cao kia tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng Chiếu dọi xuống Xua tan đi màn sương lạnh giá Tôi dựa vào người của anh Tay trong tay cùng nhau ngắm ánh bình minh đầu tiên cùng nhau Ở nơi phong cảnh hiếu tình Mà người cũng có tình sau khi ăn sáng xong chúng tôi phải quay lại thành phố hà giang để về hà nội dù có hơi tiếc nuối nhưng anh còn có công việc tôi cũng phải đi học nên không thể ở lại thêm tôi có hỏi mạnh hưng có gọi cho minh trí hỏi chuyện tuệ vi thì anh nói không tôi hiểu anh không hỏi không phải vô tâm mà vì anh tin tưởng bạn mình sẽ chăm sóc tốt cho tuệ vi mà anh cũng không muốn khi mình thăm hỏi sẽ làm tuệ vi hiểu lầm rồi lún sâu thêm về đến hà nội không kịp nghỉ ngơi tôi và anh đã lên máy bay để về sài gòn vì được biết mẹ của anh bệnh biết anh lo lắng tôi chỉ có thể an ủi thôi anh đừng lo nữa mẹ anh sẽ khỏe thôi cảm ơn em nghe đâu mẹ anh bị bệnh tim lần này nghiêm trọng nên phải nhập viện tôi muốn đến thăm mẹ nhưng lại sợ trước giờ tôi chưa từng gặp qua người nhà của anh mà tôi cũng sợ ba mẹ anh sẽ không chấp nhận tôi nên tôi cũng không dám đến lúc xuống máy bay tôi định đón taxi về chung cư một mình để anh đến bệnh viện thăm mẹ nhưng anh lại muốn đưa tôi đi cùng Em đi cùng anh đến bệnh viện nha. Nhưng em sợ. Có anh bên cạnh em mà, anh muốn giới thiệu em với mẹ. Tôi ngại vì gia cảnh của mình, nhưng anh đã nói như vậy, tôi đành theo anh đến bệnh viện. Do gấp anh không gọi người đến đón mà tự đi taxi tới thẳng bệnh viện. Tôi nghĩ thăm bệnh cũng cần có quà nên nói anh ghé vào cửa hàng cho tôi mua trái cây. Em chu đáo thật đấy, thế nào mẹ cũng thích em cho mà xem. Tôi cũng mong sẽ được như anh nói, vì nếu như người nhà anh không thích tôi thì anh ở giữa sẽ rất khó xử xe trở đến bệnh viện tôi hồi hộp đến đổ mồ hôi ướt hết hai lòng bàn tay giỏ trái cây phải để anh mang tìm được đến phòng bệnh của mẹ anh tôi sợ nên nói anh vào trong trước đi em vào cùng anh luôn đi tôi lưỡng lự sau đó nói em đi vệ sinh một chút anh cứ vào với mẹ anh trước nha nói rồi tôi chạy thẳng đến chỗ vệ sinh đứng ở bồn tôi lên nước rửa mặt rồi nhìn vào trong gương thật ra tôi chỉ đang trốn tránh vì sợ dù đã cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng tôi cũng vẫn lo lắng Một lúc sau tôi mới ra Tưởng anh đã vào phòng rồi Ai ngờ anh vẫn đứng đó đợi tôi Sao anh không vào phòng Anh đợi em Giờ mình vào nha Em cứ thả lòng người hít thở sâu vô Không gì phải sợ mẹ anh đâu Mẹ anh dễ lắm Gặp em nhất định phá cho mà xem Nói rồi anh nắm tay tôi bước vào Tôi hồi hộp đến mức không dám thở Vất vả cho con Cứ chạy ra chạy vô thăm bác chở mạnh hưng công tác về hai bác sẽ nói chuyện cưới hỏi cho hai đứa trong phòng bà diệu nằm trên giường bệnh nắm lấy tay tuệ vi thỏ thẻ nghe vậy trong lòng cô vui mừng nhưng lại tỏ ra buồn bã dạ con chỉ sợ anh mạnh hưng không đồng ý thôi ạ sao lại không đồng ý trong khi con vừa đẹp người lại đẹp nết mà nhà bác với nhà con thân thiết bao năm nay hai bác cùng ba mẹ con đang nôn nóng lo chuyện của hai đứa lần này bác sẽ nói chuyện với mạnh hưng không để chậm trễ thêm nữa dạ bác nghe những lời đó bước chân tôi sững lại tôi đã biết trước chuyện này nhưng khi tận tay nghe thì buồn tủi lắm lúc này mạnh hưng nắm chặt lấy tay tôi hơn nhìn anh tôi như có thêm động lực tự nhủ với lòng không được nản chí lùi bước mẹ bà diệu nghe tiếng của con trai thì nhìn đến vui mừng nói mạnh hưng con về rồi hả tuệ vi làm như không có chuyện gì mà lên tiếng anh về lúc nào vậy tuệ vi nhìn đến tôi thì trong ánh mắt hiện lên tia căm ghét không thèm đếm xỉa đến mạnh hưng nắm tay tôi đến chỗ giường bệnh con mới xuống máy bay đến thăm mẹ luôn đây con chào bác tôi cúi đầu chào hỏi mẹ của anh bà nhìn tôi bằng ánh mắt giỏ xét không mấy thiện cảm đây là ai về mạnh hưng bạn con sao dạ giới thiệu với mẹ đây là ngọc thảo bạn gái của con bà diệu nghe đến đây thì gương mặt hiện lên sự giận dữ nhưng không bộc phát mà cố kìm lại nói bạn gái gì ở đây Con đang đùa với mẹ đấy à Hưng Con không đùa Con yêu Ngọc Thảo Mong mẹ chấp nhận chuyện của chúng con Tuệ Vi bên cạnh nắm lấy tay của bà Diệu Lắc lắc làm vẻ ủy khất muốn khóc Bác ơi Bà vỗ nhẹ lên tay cô Trấn An Con yên tâm Chuyện này bác sẽ hỏi cho ra nhẽ Dạ Nói rồi bà Diệu nhìn Mạnh Hưng nói lớn Mẹ chỉ chấp nhận một mình Tuệ Vi là con dâu thôi Còn với ai mẹ đều không đồng ý mẹ đã chọn tuệ vi làm vợ con chỉ con bé mới xứng với gia đình mình mẹ muốn con chấm dứt ngay với cô ta thời buổi bây giờ nhiều người nghĩ đơn giản chỉ cần có chút nhan sắc thì có thể bước chân vào hào môn làm dâu nhà giàu đúng là ảo tưởng vừa nhìn mẹ đã thấu rõ hết lòng dạ rồi đừng mong có mặt mẹ tôi không nghĩ mẹ của anh lại nghĩ tôi là người như thế tôi nghèo thật nhưng nhân cách của tôi không nghèo tôi biết mình không có gia cảnh môn đăng hộ đối nhưng tôi yêu anh thật lòng chứ không vụ lợi như những gì mẹ anh nghĩ." Tôi tủi thân muốn khóc mà nói. "Xin bác đừng hiểu lầm tội cho con." "Tội gì với loại đào mỏ? Cô đừng dùng nước mắt cá sấu đó để lấy sự thương hại của người khác, tôi không dễ bị lừa đâu. Chồng cô cũng còn nhỏ tuổi, vậy mà đã biết dụ dỗ đàn ông rồi. Con trai tôi tuy lớn, nhưng trong tình cảm còn khờ khạo lắm, không hiểu lòng người gian trá. Nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô, chỉ cần cô tránh xa con trai tôi ra." vì nó sắp phải cưới vợ. Và đây là Tuệ Vi, người con dâu mà tôi đã chọn cho Mạnh Hưng. Mẹ không hiểu gì về Ngọc Thảo thì đừng vội đánh giá cô ấy là người không tốt. Cô ấy là người mà con yêu và con chỉ muốn lấy Ngọc Thảo mà thôi. Riêng Tuệ Vi, con chỉ xem là em gái thôi. Có phải con muốn mẹ tức chết mới chịu đúng không Hưng? Giờ con vì cô ta mà cãi lại lời mẹ hả? Tôi nghĩ mình không nên ở đây thêm nữa, tôi nhìn Mạnh Hưng nói. Bác không thích em để em về trước, anh cứ ở lại với bác nha em không cần phải đi đâu hết còn mẹ con đã nói bao nhiêu lần rồi chuyện tình cảm của con xin mẹ để con tự quyết định đi được không con đã lớn hơn ba mươi mấy tuổi đầu rồi không phải đỡ con nít lên ba để mẹ nói con bị dụ dỗ không ai dụ được con đâu trừ khi con nguyện ý để bị gạt con bà diệu bất ngờ làm mệt đưa tay đặt lên ngực gương mặt hiện lên đau đớn hơi thở cũng trở nên nặng nhọc tuệ vi làm ra vẻ lo lắng ba gái sao vậy đừng làm con sợ mà Mạnh Hưng cũng nhanh đến xem mẹ mình Để con đi gọi bác sĩ Em ở đây nha Tôi thấy vậy cũng lo lắng run cả lên Sợ mẹ anh mà xảy ra chuyện gì Thì tôi đã gián tiếp làm anh trở thành đứa con bất hiếu Lúc này anh đã đi Nên tôi bước đến gần chỗ mẹ anh hỏi thăm Thì Tuệ Vi lên tiếng Cô còn mặt dày mà ở đây được sao Tại cô nên bác gái mới làm mệt Khiến cho anh Mạnh Hưng và mẹ tranh cãi với nhau Nói thật Nếu như có lòng tự trọng biết bác không thích thì đã rời đi từ lâu rồi, chứ không phải trơ mặt đứng lì ra đó đâu. Lại con gái hám tiền, thì làm gì biết nhục hả con? Hết tuệ vi rồi đến mẹ của Mạnh Hưng xúc phạm gì nhục tôi, không lẽ nghèo thì mặc định là tham lam xấu xa hay sao? Tôi không may mắn như bao nhiêu người khác được lớn lên trong vòng tay yêu thương bảo bọc của ba mẹ, nhưng tôi chưa từng oán trách ông trời bất công, tôi đã luôn phải cố gắng tự lập ngay từ nhỏ, tôi hiểu được bản thân mình phải nỗ lực gấp nhiều lần để thoát khỏi số phận nghèo khó cuộc đời tôi được gặp mạnh hưng chính là anh sáng biết anh tốt nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng dựa dẫm anh cả đời những gì nợ anh rồi tôi sẽ trả giờ nghe những lời miệt thị đến từ người nhà của anh tôi buồn lắm nhưng biết mẹ anh đang mệt tôi không muốn làm bệnh bà nặng thêm nên nói có thể bác có sự hiểu lầm dành cho con thật ra con không phải như bác và chị tuệ vi đã nói biết bác không thích nên con xin phép ra về chúc bác sớm khỏe ạ à. tuệ vi bĩu môi đi thì đi đi còn ở đó giả đò tỏ ra mình là người tốt tôi quay người đi ra khỏi phòng mà không đợi mạnh hưng trở lại tôi nghĩ mình không nên ở đây lúc này anh còn phải chăm sóc cho mẹ mình nữa niềm vui hạnh phúc vừa mới chớm nở thì giờ tôi lại thấy mông lung quá con đường của tôi và anh bước đi trước mắt thấy không hề dễ dàng cho lắm ra ngoài bệnh viện tôi đón taxi về chung cư trước ngồi trong xe nhớ lại những lời mẹ anh nói mà tôi rơi nước mắt mạnh hưng cùng bác sĩ đến phòng bệnh của bà diệu không thấy ngọc thảo trong lòng anh sớm đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng vì bà diệu đang mệt nên anh không nói đến sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói bệnh nhân chỉ vì kích động nên làm mệt thôi chỉ cần nghỉ ngơi không làm gì khiến người bệnh tức giận là được cảm ơn bác sĩ bác sĩ đi rồi mạnh hưng mới nói mẹ nghỉ ngơi đi con còn xem mẹ là mẹ của con sao sao mẹ lại nói như vậy nếu không thì con đâu có cãi lời mẹ không muốn nói đến chuyện của mình và Ngọc Thảo Nhưng giờ bà Diệu lại nhắc Nên Mạnh Hưng cũng nói Có phải lúc nãy mẹ nói gì Nên Ngọc Thảo mới bỏ về đúng không Mẹ không có nói gì hết Chắc cô ta trột dạ nên về thôi Bác gái nói đúng đấy Cô ta đeo bám anh chỉ vì tiền thôi Anh đừng để cô ta lừa Tuệ Vi xen vào Mạnh Hưng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh Em im đi Tuệ Vi bị dọa sợ mà cầm lấy tay của bà Diệu Còn lớn tiếng như vậy để làm gì Mẹ nói rồi Con phải chấm dứt với con nhỏ đó cho mẹ Nếu cần thì cứ cho nó số tiền là xong Chờ mẹ khỏe Mẹ và ba sẽ sang nhà của Tuệ Vi bàn chuyện cưới hỏi Muốn cưới thì ba mẹ đi mà cưới Con đã nói rõ rồi Ba mẹ đừng ép con Nói rồi Mạnh Hưng bỏ đi ra khỏi phòng bệnh Bà Diệu tức giận mà gọi Mạnh Hưng con quay lại cho mẹ Anh Mạnh Hưng không muốn cưới con Giữa con làm sao đây Tuệ Vi vừa nói vừa khóc Bà Diệu liền an ủi con yên tâm con dâu của bác chỉ có thể là con thôi mạnh hưng tạm thời bị con nhỏ đó khiến cho mê muội nên không nghe còn cãi lời bác sớm muộn gì nó cũng sáng cái mắt ra cô ta trông mặt như vậy chứ không phải vậy đâu bác ở hà giang cô ta làm cho anh mạnh hưng phải bỏ công việc lái xe đêm hôm đi tìm cô ta nữa có chuyện đó luôn sao dạ như vậy con nhỏ này cũng mưu mô lắm bác phải nhanh tìm cách để mạnh hưng cưới con mới được con cảm ơn bác Con rất yêu anh Mạnh Hưng Nếu không có anh ấy con sẽ không sống nổi mất Chỉ có con vừa ngoan lại đẹp còn giỏi giang Mới xứng với Mạnh Hưng nhà bác thôi Còn con nhỏ mồ côi quê mùa Đũa mốc mà trói mâm son Tuệ vì ý có bà Diệu Nên trong lòng rất đắc ý Cô nghĩ sớm muộn cũng sẽ có được Mạnh Hưng Mạnh Hưng trước khi đi Có nhờ y tá thăm chừng mẹ mình Lúc nãy nghe bác sĩ nói bà không có gì nghiêm trọng Nên anh cũng yên tâm hơn Biết giờ Ngọc Thảo chắc đang buồn Nên anh đã lái xe đến chung cư Trên đường anh đã ghé vào một cửa hàng Mua vài món mà cô thích để mang đến Đậu xe xong anh vào thang máy để lên tầng Cửa thang máy mở ra Anh đi đến căn hộ của cô Do biết mật mã nên Mạnh Hưng mở cửa Mà không cần nhấn chuông Bước vào cả phòng khách lặng trang Còn nghĩ cô chưa về Thì Mạnh Hưng nhìn thấy túi sách của cô để trên ghế sofa Hành lý lúc nãy để trên xe Nên giờ anh mang cho cô bỏ vali xuống cùng với đồ ăn lên bàn, Mạnh Hưng tiến đến phòng ngủ, trực giác cho anh biết cô đang ở bên trong. Lúc này, anh nghe được tiếng khóc thút thít rất nhỏ vang lên, vậy là cô đang khóc. Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào, trước mắt anh cô đang co do một góc chỗ cửa sổ mà gục đầu khóc. Nhìn cô mà anh đau lòng biết bao, tự trách mình nóng vội đưa cô đến gặp mẹ mới để cô chịu ủy khuất như vậy. Ngồi xuống đưa tay ôm cô vào lòng anh trầm giọng. Anh xin lỗi về đến nhà tôi đã trốn vào phòng mà khóc giờ có anh bao nhiêu tuổi hơn cùng với sự bất an trong lòng tôi lại trỗi dậy không kìm được tôi gục vào ngực anh ỏa khóc nức nở ngoan nín đi điều tại anh không tốt mới để em chịu tổn thương tôi ngước lên nhìn anh nghẹn ngào không phải do anh mà là do em em không xứng với anh anh không cho phép em nói như vậy do mẹ vẫn chưa hiểu em nên mới nói như thế thôi em đừng suy nghĩ em chỉ việc yêu anh thôi còn lại tất cả anh sẽ lo Lời anh nói Làm lòng tôi cảm thấy ấm áp Nhưng định kiến của mẹ anh đối với tôi quá lớn Sợ rằng không thể thay đổi được Huống gì với bà chỉ có tuệ vi là con dâu Còn tôi trong mắt bà là đứa con gái hám tiền Biết được mạnh hưng cũng quá mệt mỏi Tôi không muốn làm anh áp lực thêm nữa Em biết rồi Vậy mới ngoan Giờ đi rửa mặt đi rồi ra ăn Lúc nãy anh có ghé nhà hàng mua món em thích Xảy ra chuyện như vậy mà anh còn tâm trạng lo cho tôi lúc này tôi cảm động vô cùng nếu bắt tôi phải rời xa anh có lẽ tôi không thể làm được biết là sẽ khó khăn nhưng tôi nhất định sẽ mạnh mẽ để cùng anh vượt qua như anh nói do mẹ anh chưa hiểu tôi nên mới nghĩ tôi như thế với người làm mẹ thường sẽ lo nghĩ và muốn những gì tốt nhất cho con của mình cả mẹ anh cũng thế giữa tuệ vi và tôi thì đương nhiên bà sẽ chọn tuệ vi làm con dâu vì chị ta phù hợp sau đó anh dìu tôi đứng lên Do ngồi hơi lâu nên chân bị tê không đứng vững May mà có anh bên cạnh đỡ Chân em bị tê Vậy em đi được không? Hay để anh bồng Tôi xấu hổ Em đi được, hình như hết rồi Ừ, vậy để anh ra ngoài soạn đồ ăn ra Vâng, vậy anh đi đi Sửa mặt xong trở ra Thì thấy trên bàn bày biện đầy đồ ăn Còn anh thì săn tay cầm chén đi từ trong bếp ra Em ngồi xuống đi Đến ghế ngồi xuống Anh đặt chén xuống trước mặt rồi cầm đũa hỏi muốn ăn gì anh gắp cho hay để em tự ăn được rồi anh cũng ngồi ăn luôn đi há miệng ra nào mặc tôi nói còn anh thì cứ gắp miếng thịt bỏ đưa lên ngay trước miệng tôi chỉ còn cách ăn thôi thế nào có ngon không cố nhai miếng thịt rồi nuốt xong tôi mới trả lời anh thịt mềm ngon lắm vậy em ăn nhiều một chút ốm lắm rồi anh chê em hả không phải chê nhưng mập lên thì mới có sức sinh con chứ nghe đến đây mà tôi đỏ bừng vì xấu hổ chưa gì anh đã tính đến việc có con rồi à? Anh tuổi này được xem là già rồi đấy, cùng tuổi với anh, người ta ít nhất cũng có hai con mà anh đến vợ còn chưa có, thì có phải là muộn lắm rồi không? Tôi nhìn ra được sự khao khát có con của anh, có thể đã thành công nên bây giờ anh chỉ cần một gia đình nữa là đủ. Ngọc Thảo, dạ, chờ em học xong mình cưới nha. Tôi bất ngờ lúng túng trước câu nói của Mạnh Hưng, tùy đó cũng là niềm mơ ước của tôi bấy lâu nay. Nhưng hiện tại tôi không dám nghĩ, con đường để đến được đích của tôi và anh có quá nhiều chướng ngại vật, ngày nào chưa có được sự chấp nhận của gia đình anh, giống như có tảng đá đè nặng lên người mình. Việc này để đến lúc đó hãy tính nha anh. Ừ, thôi em ăn đi. Mà anh đến đây rồi ở bệnh viện ai ở với bác? Có tuệ vi, với anh có nhờ y tá điều dưỡng chăm sóc trong chừng mẹ rồi, tí anh vào. Vậy anh cũng ăn đi, để lát vào viện còn chăm sóc bác. Sau đó tôi và anh cùng nhau ăn. Xong rồi lúc này anh chuẩn bị vào viện với mẹ Em ngủ sớm đi nha Mà mai em đến trường học lại hả Dạ Vậy để anh dặn tài xế đón em Thôi khỏi đi anh Để em tự đón xe đến trường hay đi taxi cũng được Sao vậy Hay là vì mẹ anh Anh đã nói em đừng suy nghĩ đến rồi mà Cũng một phần mà thôi Chuyện này tôi đã tính nói với anh Nhưng mãi không có cơ hội Lúc thì tại tôi quên Đến khi nhớ thì anh lại bận việc mãi đến tận bây giờ Không phải chỉ là giờ em đã quen đường phố nên tự mình đi được thêm đi trễ về sớm cũng dễ hơn anh cho em tự đi nha nắm lấy tay anh tôi kéo tới kéo lui cuối cùng anh cũng đồng ý nếu em muốn vậy cũng được nhưng lịch trình phải báo cho anh biết vâng vậy giờ anh vào viện còn em ngủ sớm đi nha để em lấy áo khoác cho anh tối lạnh lắm nói rồi tôi đến chỗ treo đổ lấy áo khoác cho anh thì anh ôm chặt tôi vào lòng chỉ cần có em là đủ ấm rồi Lúc này tôi muốn được ở trong lòng anh như thế này mãi Nhưng anh còn phải lo cho mẹ Nên tôi không thể cứ giữ anh lại Anh đi đi không lại trễ Ừ Anh cúi xuống hôn lên chán tôi một cái rồi mới chịu đi Chỉ còn một mình tôi thấy buồn và nhớ anh lắm Dù anh chỉ vừa mới ở đây thôi Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối Còn sớm nên tôi xem lại tài liệu để mai còn đi học Mạnh Hưng vừa xuống đến bãi đậu xe thì có điện thoại Lấy ra xem thì thấy là của ông Kiệt ba anh mở cửa xe ngồi vào rồi anh mới nghe máy bà gọi con có gì không con về nhà ngay cho ba con làm gì để mẹ con giận đến mức không chịu nằm viện mà đòi về vậy hả mạnh hưng không ngờ bà diệu lại về nhà không chịu nằm viện còn định đến bệnh viện giờ anh phải đổi hướng quay về nhà cửa cổng tự động mở ra mạnh hưng lái xe chạy thẳng vào trong nhà anh là căn biệt thự nằm ở khu trung tâm từ trước đến giờ anh không để ngọc thảo lộ diện cũng như nói quá nhiều về gia đình cho cô biết là vì nghĩ cho cô biết cô còn xa lạ nên anh để cô dần thích ứng đến bây giờ đã chín mùi khi anh và cô đều hiểu rõ được tình cảm của đối phương dành cho nhau thì anh mới bắt đầu muốn cô tiếp xúc với gia đình của mình chính vì thế mới đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ mình không nghĩ mọi việc lại tệ đến mức như thế khi mẹ anh có thái độ quá đáng với cô mạnh hưng cảm thấy có lỗi anh nghĩ tạm thời anh cần giải quyết phía ba mẹ mình trước đã xuống xe mạnh hưng đi thẳng vào nhà Vừa vào đến phòng khách đã thấy bà Diệu cùng với ông Kiệt ngồi ở ghế sofa như đang chờ đợi mình vậy. Anh lên tiếng. Ba, mẹ. Bà Diệu nói với giọng không được vui. Chịu về rồi đấy hả? Mẹ tưởng con nhỏ đó phải giữ con không cho về chứ. Mẹ đừng nghĩ xấu cho Ngọc Thảo được không? Ông coi con trai ông đi. Giờ nó vì một đứa không rõ nguồn gốc hám tiền mà cãi lại người mang nặng đẻ đau nuôi nó khôn lớn đấy. Ông Kiệt là người thương vợ mà ông cũng ưng ý tuệ vi làm dâu nữa nên trách Mạnh Hưng. Con biết mẹ con đang bệnh mà con còn làm bái tức giận nữa là sao? Con xin lỗi, con không muốn tranh cãi với mẹ. Nhưng chuyện riêng của con mong ba mẹ để con tự quyết định, nhất là chuyện tình cảm. Nói tới nói lui, con vẫn u mê con nhỏ đó hả Mạnh Hưng? Con muốn mẹ tức chết mới chịu hả? Bà Diệu lại làm mệt khiến ông Kiệt lo lắng. Bà bình tĩnh có gì từ từ nói. Bà vừa ở bệnh viện về còn mệt đấy, có mỗi một đứa con trai nuôi khôn lớn đến giờ cãi ba cãi mẹ tôi còn sống để làm gì nữa hả mạnh hưng đau đầu mệt mỏi vì thái độ của mẹ mình anh không muốn làm ba mẹ buồn phiền nhưng anh càng không thể để hạnh phúc của mình cho cả hai định đoạt anh muốn lấy người mà mình yêu chứ không phải người mà ba mẹ muốn biết tính mẹ của con thì con nên nghe theo bà ấy đi ba mẹ thương con làm gì cũng đều muốn tốt cho con thôi bà thấy tuệ vi đâu có tệ đâu con bé xinh đẹp mà nhà bác Hiệp cũng thâm giao với nhà mình. Giờ hai đứa lấy nhau thì càng thêm thân thiết. Hiện tại con chơi yêu con bé, nhưng biết đâu khi lấy về thì lại khác. Cả ba cũng không hiểu con. Lấy một người mà không có tình cảm thì hạnh phúc không? Như thế cũng vì cuộc đời của Tuệ Vi. Huống gì con đã có người mình yêu, con chỉ ông muốn một mình cô ấy thôi ba à? Ông Kiệt nghe xong thì im lặng, cỡ tuổi này làm sao ông không hiểu. Nhưng ông nghĩ, cho dù không yêu Tuệ Vi, nhưng khi lấy nhau về rồi Mạnh Hưng cũng sẽ có tình cảm Huống gì cả hai từ nhỏ đã chơi cùng nhau đến lớn Giống như vợ chồng ông Không phải lấy vì yêu nhau Nhưng vẫn hạnh phúc cho đến tận bây giờ Mà giờ Mạnh Hưng lại kiên quyết không đồng ý Còn một lòng một dạ với cô gái kia Ông chưa gặp mặt Nhưng nghe bà Diệu kể qua Thì cô gái này còn rất trẻ So về tuổi tác cách xa Mạnh Hưng rất nhiều Cho nên đeo bám chỉ vì tiền mà thôi Vì lẽ đó ông mới đốc thúc Muốn con trai cưới Tuệ Vi Ba mẹ nói đến như vậy rồi mà con vẫn mê muội con nhỏ đó hả mạnh hưng nếu đã như vậy giờ mẹ hỏi con giữa ba mẹ và con nhỏ đó con chọn ai mạnh hưng tỏ rõ lập trường vững chắc của mình giữa ba mẹ và người con gái con yêu cả hai bên đều là người quan trọng con xin phép không thể chọn ai bỏ ai nếu việc tình cảm của con làm ba mẹ buồn phiền từ giờ con xin phép ra ngoài ở như thế cũng tránh phải tranh cãi con ở ngoài nhưng cũng sẽ về thăm ba mẹ nói vậy là con đòi ra ngoài con muốn theo con nhỏ đó chứ gì không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con nữa biết chẳng có kết quả khi mà bà diệu mang ác cảm với ngọc thảo mạnh hưng nghĩ giờ con nói thêm gì cũng vậy mà còn làm cho mẹ tức giận rồi mệt bà cũng vừa mới từ bệnh viện về mẹ coi nghỉ ngơi đi giờ con đến công ty tối rồi con còn đến công ty làm gì nói rồi mạnh hưng quay người đi ra ngoài rủ cho nghe thấy tiếng của bà diệu hỏi lúc lúc này bà diệu giận không làm gì được ngoài khóc vì đứa con trai mà bà yêu thương không nghe theo lời bà, còn muốn ra ngoài ở. Ông xem con trai ông đi, nói không nghe giờ còn muốn sống bên ngoài. Thôi, cứ để con ở ngoài bình tâm suy nghĩ đi, tình cảm đối với cô gái đó chắc chỉ là nhất thời mà thôi. Tôi chỉ sợ để con ở ngoài, rồi con nhỏ đó dụ dỗ mình sẽ mất con thôi, tôi nhất quyết không để chuyện đó xảy ra đâu. Con nhỏ đó mới lớn mà đã mưu mô như thế, loại con gái hám tiền đó, tôi không bao giờ để bước vào nhà mình đâu chỉ có tuệ vi mới xứng làm dâu nhà mình thôi tôi nghĩ để đánh giá một con người không thể nhìn qua đôi lần mà biết được đâu ý ông nói tôi nghĩ sai cho con nhỏ đó hay sao không lẽ đến tuổi này rồi tôi còn không thấu lại con gái thấp hèn mà muốn trèo cao sao ông quân ở giữa cũng khó xử cùng là đàn ông nên ông cũng hiểu mạnh hưng nhưng theo hướng làm ba làm mẹ thì ông cũng đồng tình với vợ ông biết được phản ứng của bà diệu phần vì thích và thương tuệ vi mặt khác là nghe tuệ vi nói về cô gái mà mạnh hưng quen nên bà càng thành kiến nặng nề hơn lúc đầu ông nghe bà diệu nói cũng bức xúc nhưng khi thấy được tình cảm của mạnh hưng dành cho cô gái đó ông lại có suy nghĩ khác con trai ông đã ba mươi mấy tuổi là một giám đốc quản lý công ty cùng bao nhiêu nhân viên thì không lý nào tầm thường lại u mê vì nhan sắc của một đứa con gái như vậy dù biết được đàn ông đa phần yêu bằng mắt nhưng ông có sự tin tưởng con trai mình giờ nghe bà diệu nói như vậy không muốn vợ chồng mâu thuẫn nên nói thì tôi chỉ nói như vậy thôi bà mới ở bệnh viện về coi nghỉ ngơi đi chuyện của con cái từ từ tính bà diệu cũng không nói đến nữa nhưng trong đầu bà đang có một suy nghĩ mạnh hưng lái xe ra khỏi nhà thì gọi cho minh chí nhậu không minh chí từ công ty vừa mới về nhà tắm rửa chưa kịp ăn cơm gì hết ở hà giang anh đã cùng với tuệ vi trở về hà nội rồi bay về sài gòn luôn suốt hành trình anh đã phải an ủi tuệ vi rất nhiều vì cô cứ khóc không thôi nhìn thấy cô như thế anh đau lòng biết bao nhưng chỉ âm thầm bên cạnh mà thôi không có mạnh hưng nên toàn bộ công việc ở công ty anh phải xử lý biết được hôm nay mạnh hưng về vì mẹ bệnh minh trí còn định mai sẽ đến thăm mà giờ nghe mạnh hưng gọi đi nhậu thì có hơi bất ngờ cậu có chuyện gì à tôi mệt mỏi quá nghe mạnh hưng nói vậy chứng tỏ anh đang rất tâm trạng và cần người bên cạnh tâm sự nên minh trí không thể từ chối cậu ở đâu tôi đến liền Vậy gặp nhau ở quán bar club đi. Ừ. Tắt máy xong, mình chỉ thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài. Mạnh Hưng lái xe tới club trước. Lúc này anh đang trong phòng VIP ngồi một mình và không ngừng uống rượu. Mình chỉ đến nơi biết được nên đi thẳng lên tầng, mở cửa đi vào thấy Mạnh Hưng nằm ngửa mặt trên ghế nhắm mắt lại, trên bàn chai rượu đã vơi đi một nửa, chỉ thời gian ngắn mà uống nhiều như vậy rồi. Lần đầu tiên anh chứng kiến bạn thân trong tình trạng thế này, có lẽ gặp phải chuyện buồn lắm nên mới thế. Bước đến Minh Trí cất tiếng Cậu có chuyện gì à? Mạnh Hưng mở mắt ra nhìn Minh Trí nói Cậu đến rồi à? Ngồi xuống uống với tôi đi Uống một mình buồn quá Mạnh Hưng cầm chai rượu rót ra cho mình Rồi cầm lên nốc cạn Cậu uống nhiều rồi đấy Có gì tâm sự sẽ đỡ hơn Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi thế này Ở công ty Dù đôi lúc gặp khó khăn Nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết Nhưng còn chuyện gia đình khiến tôi không biết phải làm sao Bà mẹ chưa từng hiểu và biết tôi muốn gì Lúc nào cũng áp đặt tôi vào chuyện đã rồi Và nói đó là muốn tốt cho tôi Còn bắt tôi lựa chọn giữa tình yêu và gia đình Minh Chí lúc này đã hiểu Mạnh Hưng đang buồn vì chuyện gì Thật ra thì bản thân của Minh Chí cũng chẳng khác gì cả Cả ba người Anh, Mạnh Hưng và Tuệ Vi Như rơi vào một cái vòng tròn Cứ mãi xoay vòng chẳng có điểm dừng Tôi thấy Tuệ Vi tốt mà Em ấy lại còn yêu cậu nữa Đến cả cậu cũng như thế nữa hả Tôi nghĩ cậu là bạn thân của tôi sẽ hiểu cho tôi Nên tôi mới tìm cậu Nhưng tôi đã sai rồi Mạnh Hưng đứng lên loạn trọng định đi Thì Minh Trí cản lại Cậu đi đâu Tôi đi về Tìm cậu giải khuây Nhưng tôi lại thấy thêm phiền thì đúng hơn Cậu ở lại đi Tôi sẽ không nói nữa Mạnh Hưng nghe vậy mới ngồi xuống không đi nữa Cầm rượu lên rót vào ly của cả hai Cạn ly Minh Trí cầm ly rượu lên rồi uống Sau đó mới hỏi Cậu yêu Ngọc Thảo à? Ừ, tôi yêu cô ấy lâu rồi Nhưng không bày tỏ Vì biết cô ấy vẫn còn nhỏ Sẽ làm cho cô ấy sợ Nhưng chuyến đi Hà Giang vừa rồi tôi đã thổ lộ lòng mình Cũng biết được cô ấy yêu tôi Vốn định ở thêm đưa cô ấy đi vài nơi Nhưng hay tin mẹ tôi bệnh tôi phải quay về Nhân cơ hội tôi đưa cô ấy đến thẳng bệnh viện để gặp mẹ Không nghĩ mọi việc lại tệ đến như vậy Bác gái không thích Ngọc Thảo hay sao? Không chỉ không thích mà còn ác cảm nghĩ cô ấy không tốt mà còn xúc phạm tôi thấy mình có lỗi khi để cô ấy chịu tổn thương điều đó tôi đã nhìn ra ngay từ khi cậu có ý đưa ngọc thảo lên đây nếu hai bác biết sẽ phản ứng nên tôi nghe cậu mà giấu cả tuệ vi nhưng chuyến đi vừa rồi tuệ vi gặp ngọc thảo và nghi ngờ vì em ấy rất nhạy thêm cử chỉ hành động cậu dành cho ngọc thảo nữa nhìn vào ai nghĩ là họ hàng đâu vì vậy tôi bắt buộc phải nói hết sự thật cho tuệ vi nghe mạnh hưng không trách minh trí vì điều đó làm sớm muộn mà anh cũng không muốn che giấu gì ngược lại là công khai chủ quyền trước mọi người cũng như đưa cô gặp gia đình mình vậy khi xác định rõ quan hệ anh cũng dự định trước hết mọi tình huống chỉ do thái độ của mẹ anh như vậy làm anh ngoài dự liệu cậu không nói thì sớm muộn tôi cũng nói nếu đã yêu nhau tôi không có lý do gì phải giấu giếm cả nhưng phía người nhà cậu vậy cậu tính sao tôi sẽ cố gắng chứng minh cho ba mẹ biết ngọc thảo không phải như họ đã nghĩ còn về tuệ vi tôi sẽ không cưới đâu cậu yêu thì mạnh dạn lên đi minh trí không dám hy vọng gì cả cười khổ rồi cầm rượu lên uống nếu dễ như cậu nói tôi đã không khổ sở như bây giờ nhìn vậy chứ tôi đâu khác gì cậu đâu cả hai người đàn ông mỗi người có một nỗi niềm riêng chỉ có thể tìm đến rượu để giải sầu thôi rời khỏi quán bar thì là đã khuya uống khá nhiều nhưng minh trí còn tỉnh táo hơn mở cửa xe mình cho mạnh hưng ngồi vào Xong Minh Chí mới khởi động xe chạy đi Còn xe Mạnh Hưng tạm để lại quán rồi đến lấy sau Tôi đưa cậu về nhà nha Tôi không muốn về nhà Vậy đến nhà tôi đi Không, tôi muốn đến chung cư Cậu định đến đó với bộ dạng này à Đừng có thừa cơ hội làm chuyện gạo nấu thành cơm luôn đó chứ Nấu cơm cái đầu cậu Cuối cùng Minh Chí phải đưa Mạnh Hưng đến chung cư theo như anh muốn Tôi đưa cậu lên nhà nhé Cậu về đi, tôi tự lên được Mạnh Hưng mở cửa đi xuống bước chân hơi không vững, mình chỉ thấy vậy không yên tâm. Cậu lên được không? Được chứ, cậu cứ yên tâm đi. Nói rồi Mạnh Hưng loạn choạng đi vào trong chung cư, mình chỉ đứng nhìn đến khi thấy Mạnh Hưng đã khuất, mới chịu lên xe rồi lái về nhà. Tôi xem bài xong đến 10 giờ thì nghỉ, sau đó tôi làm vệ sinh cá nhân, dưỡng da rồi lên giường, cầm điện thoại định gọi cho Mạnh Hưng mà tôi lưỡng lự, từ khi anh đi đến giờ không thấy gọi cho tôi gì hết, mà nghĩ biết đâu giờ anh ngủ nên tôi gọi sẽ phá giấc ngủ của anh nữa. Cuối cùng tôi không gọi mà cũng không ngủ được, nằm chằn chọc mãi, nhớ lại những gì mẹ anh nói ở bệnh viện mà tôi lại muốn khóc. Đã khuya mà tôi nghe được tiếng động bên ngoài, giống như tiếng mở cửa và cả tiếng va phải gì đó, không lẽ có trộm. Tôi ngồi dậy bước xuống giường, nhìn quanh phòng tôi tìm kiếm đồ để phòng vệ. Nhớ đến trong phòng tắm có cây lau nhà, tôi nhanh chóng chạy vào lấy rồi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ cửa. Không vội mở ngay, tôi ghé tai sát vào nghe, có tiếng bước chân đang tiến đến gần vậy chính xác là có trộm tôi giơ cây lau lên phòng thủ trước ăn trộm hả cho chết luôn này chửa cái tội dám mò vào nhà người khác đêm hôm đau anh là anh mà tôi nghe giọng của mạnh hưng vang lên theo đó là mùi rượu nồng nặc tôi giơ tay đến công tắc đèn mở lên cả phòng bừng sáng tôi cũng thấy rõ mặt của anh sao lại là anh mà sao đến khuya như vậy còn uống rượu nữa chứ anh mệt quá mạnh hưng gục xuống vai tôi sức tôi sao đỡ nổi cả người anh tôi cố dỉu anh đưa đến giường rồi nằm xuống anh say đến nỗi không biết gì sao lại uống nhiều đến thế này chứ tôi đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ấm rồi đem ra lau mặt cho anh sao không ai hiểu cho con hết bà mẹ đừng ép con ngọc thảo anh yêu em trong cơn say anh nói loạn cả lên nhưng bấy nhiêu đủ để tôi hiểu anh gặp chuyện gì có thể vì việc của tôi và mẹ anh nên anh mới uống nhiều như thế chính tôi là nguyên nhân gây nên mọi chuyện nếu ngày đó tôi không theo anh thì đã khác cầm lấy bàn tay anh áp lên mặt mình em cũng yêu anh nhiều lắm nhưng em không biết tình yêu này có phải sai hay không có thể đi đến đâu em thấy mông lung và bất an quá đưa tay chạm lên gương mặt anh từng đường nét hài hòa đến mức hoàn hảo anh có một nét đẹp rất ma mị nhìn anh ai cũng có thể nghĩ anh đã ba mươi mấy đâu thật sự anh trẻ hơn tuổi rất nhiều dù tôi và anh có khoảng cách tuổi tác nhưng đi cùng nhau lại rất tương xứng không biết nói anh trẻ hay do trông tôi giả dặn nữa đây ngồi ngắm anh như thế một lúc thì tôi đứng dậy bất ngờ bàn tay bị nắm lại theo đó là một lực kéo rất mạnh làm cho tôi không kịp phản ứng mà úp xuống người của anh đến khi định thần lại tôi đã nằm trọn trong lòng anh nghĩ là do anh say nên tôi nhẹ nhàng ngồi dậy thì vòng tay anh đã ôm chặt lấy tôi sau đó bất ngờ anh đổi tư thế nằm lên người tôi Vâng, các bạn vừa nghe hết tập 2 của câu chuyện Chuyện độc quyền trên kênh truyện Hay 3S. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về tập 3 nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của câu chuyện.